Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 101. Nghe vậy, vẻ mặt tiểu đạo dần nghiêm trọng. Thiên đạo chợt cười, sau đó nói, tục ngữ nói thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó nuôi trong nhà, thực ra loài người có chút hiểu lầm về câu nói này. Vũ trụ này, cũng như đất trời này đều đối xử với vạn vật sinh linh giống nhau, không thiên vị ai quá tốt, cũng không đối xử với ai quá tệ, mọi thứ đều phát triển thuận theo tự nhiên. Đổi câu khác, cho dù vạn vật có biến thành dạng nào, thì hành vi của bản thân vạn vật, kể cả vận mệnh, tất thảy đều không liên quan đến đất trời. Đất trời thuận theo tự nhiên, thứ thật sự nhúng tay vào vận mệnh chúng sinh, thật ra là bản thân loài người. Nói rồi, nàng ta nhìn tiểu đạo, thực lực loài người càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức có thể phá hủy vũ trụ, có thể thay đổi quy tắc, một vài cao thủ còn mạnh hơn có thể dùng suy nghĩ khiến chúng sinh chết, mà có những người, dùng đất trời làm bàn cờ, dùng chúng sinh làm con cờ, dẫm đạp chúng sinh, nói đến cùng, là bản thân loài người đang trêu đùa chính mình, không hề liên quan đến đất trời. Tiểu đạo quay đầu nhìn Diệp Huyên trong lôi trì, im lặng. Thiên đạo chợt cười nói, đột nhiên cảm thấy có chút xúc động, vũ trụ này nuôi dưỡng vạn vật của vũ trụ, nhưng rốt cuộc sẽ không có được kết quả tốt. Đương nhiên, cái này liên quan đến luân lý nhân tính, ta không nói nhiều thêm. Tiểu đạo trầm mặc một lúc, rồi quay người rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên thiên đạo lại nói, tiểu đạo. Tiểu đạo quay người nhìn thiên đạo khẽ cười, có lẽ chúng ta sắp không còn gặp nhau được nữa. Hiện tại ta muốn tặng ngươi một câu, ngươi muốn nghe không? Tiểu đạo gật đầu, ngươi nói đi. Thiên đạo nhẹ giọng nói, suy nghĩ thiện lương. Tiểu đạo cười nói, ngươi muốn ta suy nghĩ thiện lương sao? Thiên đạo gật đầu, người suy nghĩ thiện lương, sẽ ít dính phải nhân ác, quả ác. Tiểu đạo im lặng một lúc rồi gật đầu, đã nhớ rồi. Nói xong, nàng ta quay người biến mất nơi chân trời. Thiên đạo cầm cá nướng trước mặt lên cắn một miếng. Khoảng chừng 10 ngày sau, Diệp Huyên trong lôi trì đã yên tĩnh lại, hắn không còn kêu gào giống gầm gì nữa. Bên bờ lôi trì, thiên đạo đánh giá Diệp Huyên rồi khẽ vung tay phải, trong thoáng chốc, những tia sét kia lập tức rút lui như làn nước. Quanh người Diệp Huyên là vô số tia sét chớp sáng, giống như một người sét. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt, trong mắt hắn lại có hai tia sét lóe lên. Hai tia sét này còn chưa đến trước mặt thiên đạo thì đã biến mất không tăm tích. Diệp Huyên có chút phấn khích nói, thành công rồi. Thiên đạo lắc đầu, chỉ là bước đầu tiên, ngươi còn phải đi nhiều bước nữa, bây giờ ngươi cảm nhận cơ thể bản thân chút đi. Diệp Huyên gật đầu, hai tay siết chặt, trong thoáng chốc, một luồng sấm sét từ trong cơ thể hắn bay ra, không gian xung quanh lập tức bị những tia sấm sét này đánh nát, không chỉ vậy. Hắn cảm thấy thân thể mình có những thay đổi, đó là trên cơ thể có rất nhiều đốm sét. Diệp Huyên nhìn thiên đạo cười nói, thân thể ngươi đã có thuộc tính của sấm sét, ngươi bây giờ có thể miễn dịch với tất cả sấm sét. Diệp Huyên nhíu mày, miễn dịch tất cả sấm sét. Thiên đạo gật đầu, không chỉ có thể miễn dịch tất cả sấm sét, mà còn có thể có sức mạnh thuộc tính sấm sét, sau này thiên kiếp gì đó đối với ngươi mà nói, chính là thuốc bổ. Hơn nữa còn là kiểu cực bổ. Diệp Huyên chớp mắt, lợi hại vậy sao? Thiên đạo cười nói, đương nhiên, thế nhưng vẫn còn chưa đủ, đi, chúng ta đến nơi khác. Diệp Huyên nhíu mày, ta vẫn chưa luyện thành sao? Thiên đạo lắc đầu, còn cách xa lắm. Mặc dù hiện tại thân xác ngươi đã tăng mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn còn rất xa mới đủ. Hơn nữa, chỉ thân xác mạnh thì cũng không có tác dụng gì, còn cần phải có một vài tính đặc thù nữa. Diệp Huyên không hiểu, tính đặc thù gì. Thiên đạo khẽ nhếch miệng, phách thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, phách thể. Thiên đạo khẽ cười, sau đó nói, bây giờ ngươi có thể hấp thụ thuộc tính sấm sét, nhưng nếu ngươi còn có thể hấp thụ thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, thuộc tính thổ, không sai, ta muốn biến ngươi thành ngũ hành tuyệt thể mà từ xưa đến giờ chưa có người nào từng tu luyện. Thân thể ngũ hành, vạn pháp bất xâm, cái gì đến thì hấp thụ cái đó. Diệp Huyên. Ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyên nghe thấy cũng bừng bừng nhiệt huyết. Nếu thật sự như lời thiên đạo thì thể chất này chẳng phải là vô địch sao? Cái gì đến thì hấp thụ cái đó. Lại thêm bản thể của hắn đã là kiếm thể. Nghĩ đến đây,
Diệp Huyên sôi sục máu huyết. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, lúc trước có ai từng luyện không? Thiên Đạo lắc đầu, không có ai cả. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao vậy? Thiên Đạo chớp mắt, bởi vì đây là phát minh của ta, vẫn chưa có ai từng luyện cả. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, ta là người đầu tiên. Thiên Đạo gật đầu. Diệp Huyên. Thiên Đạo cười nói, ngươi có thể từ chối, ta không miễn cưỡng ngươi, dù sao cũng có tính nguy hiểm nhất định. Nhưng, nếu ngươi tu luyện thành công thì vô cùng lợi hại. Ngươi nghĩ lại mà xem, bất kỳ thần thông và thuật pháp nào của đất trời về cơ bản đều nằm trong ngũ hành, nếu ngươi tu luyện ngũ hành tuyệt thể thành công thì có bao nhiêu người có thể làm ngươi bị thương chứ? Ngoài ra, ta còn có thể gia tăng kiếm thể và âm linh tử thể của ngươi thêm một chút, thậm chí, ta còn có thể nghiên cứu xem, dùng tài nguyên của ta giúp ngươi gia tăng thể chất những thuộc tính khác, ví dụ như đao, như thương hay gì đó, dù sao ta cũng khá tinh thông như thứ này, đương nhiên. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, nghiêm túc nói, ngươi có thể từ chối, dù gì cũng có nguy hiểm, ta có thể hiểu được. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, từ chối. Bây giờ, hắn thật muốn đánh người. Người phụ nữ này quả thực không gì sánh nổi. Thiên Đạo chớp mắt, tu luyện không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, nếu cô đã khao khát mong muốn ta tu luyện như vậy, vậy thì tu luyện đi. Thiên Đạo có phần không hiểu, ta không khao khát hy vọng như vậy. Tu luyện hay không hoàn toàn do ngươi, ngươi. Đột nhiên Diệp Huyên chân thành nói, đừng nói, ta hiểu, trong lòng cô vẫn rất muốn ta tu luyện, dù sao người xuất sắc như ta trên thế gian này cũng hiếm có. Không có ta, chắc chắn cô cũng không tìm được người thích hợp nữa. Ai, chung quy chúng ta cũng quen nhau, sao ta không thành toàn cho cô được? Ta tu luyện. Thiên Đạo nghe mà trợn trừng mắt, là như vậy sao? Diệp Huyên chợt kéo lấy cánh tay Thiên Đạo, đừng dây dưa mấy chuyện nhỏ này nữa. Đi thôi, chúng ta đi tu luyện. Thiên Đạo. Không lâu sau, Thiên Đạo dẫn Diệp Huyên lên đến đỉnh núi lửa. Diệp Huyên cúi người nhìn xuống, ở bên dưới là nham thạch sôi sục. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, lửa bình thường có thể không có tác dụng với ta. Thiên Đạo cười nói, ta biết, dưới đáy nham thạch có ngọn lửa thần bí. Mắt Diệp Huyên chợt sáng lên, ngọn lửa gì? Thiên Đạo nhìn xuống, nhẹ giọng nói, thiên hỏa. Thiên hỏa. Diệp Huyên có phần không hiểu, đó là lửa gì? Thiên Đạo cười nói. Hỗn độn sơ khai đờ có một vài ngọn lửa thần bí từ trên trời xuống, cho nên được gọi là thiên hỏa. Diệp Huyên chỉ lên thượng giới, lửa từ bên trên. Thiên Đạo lắc đầu cười, cũng không tính vậy, dù sao cũng là từ ngoài trời đến. Diệp Huyên lại hỏi, từ ngoài trời là ở đâu? Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, nàng ta khẽ giơ nắm đấm, người biết sức mạnh một quyền này của ta mạnh đến thế nào không? Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi. Vội vàng lắc đầu, không biết. Thiên Đạo khẽ nhếch môi, vậy ngươi muốn biết không? Diệp Huyên lắc đầu, không muốn biết. Thiên Đạo khẽ cười, nàng ta chỉ xuống bên dưới, đi xuống đi. Diệp Huyên cúi thấp đầu nhìn, lần này, hắn không hề do dự, lập tức vươn người nhảy vào trong nham thạch kia. Vừa nhảy vào, nham thạch đã bay lên, nháy mắt đã bao phủ lấy Diệp Huyên. Bên trong nham thạch, Diệp Huyên liếc nhìn cơ thể mình, cơ thể hắn không hề bị ảnh hưởng gì. Theo như lời hắn, lửa bình thường không hề có tác dụng gì với hắn. Ngay lúc này, sâu trong nham thạch kia, một ngọn lửa xanh thẫm đột nhiên phóng ra, sau đó đi thẳng vào ngực hắn. Trong thoáng chốc, cả người Diệp Huyên lập tức bốc cháy. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt. Lúc này hắn cảm thấy cơ thể bản thân như muốn hóa thành tro tàn. Mà ngay lúc ấy, Thiên Đạo ở phía trên đột nhiên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nàng ta xuất hiện đóa sen băng bằng khoảng ngón tay cái, nàng ta điểm ngón tay, đóa sen băng đó hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Đóa sen băng đó vừa xuất hiện thì ngọn lửa trên người Diệp Huyên lập tức mở dần, nhưng không hề biến mất. Còn Diệp Huyên lúc này lại càng thêm đau khổ. Nếu như nói lúc trước là lửa nóng thiêu đốt thì bây giờ chính là lửa nhỏ hầm như. Diệp Huyên cắn chặt răng, gắng chịu đựng.
Nỗi đau da thịt thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Trên không, Thiên Đạo liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó lấy ra một cuốn sách cổ ngồi một bên đọc. Như lời nàng ta nói, nàng ta không miễn cưỡng Diệp Huyên, Diệp Huyên có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào. Từ bỏ hay kiên trì, đều dựa vào bản thân Diệp Huyên. Bên dưới, ở trong cơ thể Diệp Huyên, một ngọn lửa chạy liên tục khắp cơ thể hắn, ngọn lửa này không hề phá vỡ cơ thể hắn mà đang dung nhập từng chút một với hắn. Giống như những tia sét thần kia. Đây đương nhiên là do Thiên Đạo, nếu không có Thiên Đạo, hắn mà dám để thiên hỏa dụng nhập vào trong cơ thể hắn thì chính là tìm đường chết. Xảy ra vấn đề. Diệp Huyên sững người. Chính vào lúc này, tay phải của Thiên Đạo bỗng nhiên ấn lên người hắn, nháy mắt, một luồng sức mạnh cực đại trấn áp băng phách và thiên hỏa trong cơ thể hắn. Nhưng, Diệp Huyên vẫn phải chịu nửa lạnh nửa nóng. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì? Thiên Đạo suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ngươi vẫn chưa dẫn động được chúng, băng và hỏa thuộc hai loại đối nghịch nhau, ngươi cần phải khiến chúng tương sinh tương khắc với nhau chứ không phải tạm thời để chúng đạt đến một loại cân bằng nào đó. Nếu như thế, một khi ngươi kích động thì ngươi sẽ bị chúng phản phệ. Diệp Huyên khàn giọng nói, phải làm thế nào mới có thể khiến chúng tương sinh tương khắc? Thiên Đạo cười nói, dùng cơ thể của ngươi làm trung gian, còn làm cách nào khiến chúng tương sinh tương khắc thì tự ngươi phải suy nghĩ. Tự mình suy nghĩ. Diệp Huyên cạn lời. Thiên Đạo lại cười nói, nhanh chóng bắt đầu đi. Diệp Huyên không tiếp tục phí lời, đôi mắt từ từ khép lại, sau đó bắt đầu dẫn động băng phách và thiên hỏa trong cơ thể mình một lần nữa. Không thể không nói, quá trình này cực kỳ đau đớn, bởi vì một khi hai loại năng lượng tiếp xúc với nhau thì sẽ sinh ra một loại sức mạnh cường đại khác, mà luồng sức mạnh này sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với nhục thể của hắn hiện giờ. Do vậy, hắn không dám lơ là. Hiện tại hai loại sức mạnh này đang tương khắc với nhau, việc hắn phải làm là khiến hai loại sức mạnh này tương sinh với nhau. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng 3 ngày sau, hai luồng sức mạnh trong cơ thể của Diệp Huyên bắt đầu chạy khắp người hắn, có điều vẫn chưa thể tiếp xúc với nhau, bởi vậy, nhìn từ bên ngoài, sẽ thấy được cơ thể hắn lúc thì đỏ rực, lúc thì đóng băng. Một ngày sau, Diệp Huyên đã có thể dễ dàng khống chế hai loại lực lượng đối lập nhau này. Diệp Huyên đứng dậy, đi ra khỏi động băng, Thiên Đạo mỉm cười nhìn về phía hắn, nói, đã thành công rồi đấy sao? Diệp Huyên gật đầu. Hắn mở hai lòng bàn tay ra, trong tay trái, là một ngọn lửa, còn trong tay phải là một thanh huyền băng. Thiên Đạo mỉm cười, tốt lắm, đi thôi, chúng ta hãy đến nơi này. Hai người đi về phía xa, nhưng vừa mới rời khỏi, Diệp Huyên bỗng cảm thấy những ngọn núi băng phía sau đang từ từ tan chảy. Thiên Đạo bỗng nhiên lên tiếng, chỉ là chuyện thường thôi, nếu không phải băng phách nằm ở đây, núi băng nơi này đã tan chảy từ rất lâu về trước rồi. Diệp Huyên khàn giọng nói, Thiên Đạo cô nương, ta có một chút thắc mắc, có thể hỏi ngươi không? Thiên Đạo gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Đạo, lúc ban sơ khi nhân loại vừa xuất hiện ở vùng vũ trụ này, lúc đó, ngươi có năng lực giết chết hết bọn họ, không phải sao? Thiên Đạo lắc đầu, nhân loại xuất hiện sớm nhất ở vùng vũ trụ này, chính là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai. Diệp Huyên nhíu mày, đến từ thượng giới. Thiên Đạo cười nói, một vài khách ngoại lai, rốt cuộc đến từ đâu, ta cũng không biết. Ngược lại vấn đề mà ngươi hỏi, ta có thể trả lời ngươi, chỉ trách ta quá nhân từ. Quá nhân từ. Diệp Huyên liếc nhìn Thiên Đạo, không nói gì. Thiên Đạo khẽ nói, lúc đầu, ta chẳng hề ngờ tới nhân loại ở vùng vũ trụ này lại tạo thành tổn hại đến nó lớn như thế. Nói rồi. Nàng ta dừng một chốc, lại nói tiếp, đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, đó chính là lúc đó ta quá ngây thơ. Ta cảm thấy tính bản thiện, cho nên cho rằng mọi người đều lương thiện như nhau, nhưng mà ta đã đánh giá thấp thứ gọi là nhân tính. Nhưng, từ xưa đến nay cũng có rất nhiều người tốt, người chẳng phải ai cũng xấu xa, trong dòng chảy lịch sử, có cực kỳ nhiều nhân loại kiệt xuất, khiến ta vô cùng kính nể. Diệp Huyên khàn giọng nói. Nếu như vũ trụ này cuối cùng bị hủy diệt thì sao? Thiên Đạo cười, hủy diệt thì cứ hủy diệt thôi. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng dùng hết sức lực bảo vệ nó,
nếu có thất bại, vậy cũng không quan trọng, chí ít ta cũng đã nỗ lực. Diệp Huyên cười gật đầu, ta hiểu rồi. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cần hiểu đôi chút, có đôi lúc hủy diệt, không phải là thật sự biến mất, mà là khởi đầu mới. Giống như nhục thân của ngươi, nếu như không trải qua sự đập phá, nó sao có thể mạnh mẽ như bây giờ? Nói rồi, nàng ta chỉ về bốn phía, nếu như tất cả nhân loại của vùng vũ trụ bị diệt vong, vài vạn năm sau, vùng vũ trụ này sẽ hồi phục như ban sơ, hơn nữa càng xanh tốt hơn. Đương nhiên, khiến tất cả nhân loại bị diệt vong, có hơi tàn nhẫn, nhưng mà, người đã từng nghĩ tới, cứ tiếp tục phá hoại như thế này, linh khí của vùng vũ trụ này sẽ triệt để khô cạn, trở thành một vùng vũ trụ chết, đến lúc đó, vùng vũ này thật sự bị chôn vùi, nhân loại vẫn không tránh khỏi sự diệt vong. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo nói, ngươi và ta nói những việc này làm gì? Thiên Đạo cười nói, ta cũng chẳng hề muốn ngươi thay đổi gì, chỉ muốn nói với ngươi rằng, vùng vũ trụ này của chúng ta bây giờ đã rất yếu ớt, nó không còn chịu được sự tàn phá của nhân loại. Diệp Huyên im lặng. Bảo vệ nhân loại. Hắn đã từng nghĩ đến, nếu như đủ khả năng, hắn không ngại chặn ngũ duy kiếp. Dù gì hắn cũng là nhân vương. Nhưng vấn đề mấu chốt đó chính là theo như tất cả những lời của Thiên Đạo, dù có chặn được ngũ duy kiếp, nhân loại của vùng vũ trụ này có thể an toàn sao? Linh khí khô cạn, dù sao cuối cùng cũng dẫn đến diệt vong, lúc đó, mình có thể làm gì được? Cách duy nhất chính là phải thay đổi. Nhưng mà, thay đổi này quá khó khăn. Bảo tất cả kẻ tu luyện hãy buông bỏ tu luyện, đừng nói người khác. Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào làm được, dựa vào đâu mà bảo người khác làm chuyện đó. Chuyện này vốn chẳng thể nào. Vòng tuần hoàn chết. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, chớ suy nghĩ nhiều, chúng sinh có lối đi của chúng sinh, con người có vận mệnh của con người, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Đơn giản mà nói, làm cho tốt chuyện của mình là được. Diệp Huyên mỉm cười gật đầu. Như lời của Thiên Đạo nói. Chỉ cần làm tốt chuyện của mình làm ổn rồi. Thiên Đạo dẫn Diệp Huyên đến một vùng sa mạc, đến nơi, Thiên Đạo nhìn về Diệp Huyên, đạo tắc đại địa của ngươi đâu? Diệp Huyên vừa động tâm niệm, đạo tắc đại địa xuất hiện ở giữa đôi chân mày của hắn, Thiên Đạo nhẹ nhàng bắt lấy, đạo tắc đại địa kia trực tiếp nằm trong tay nàng ta, sau đó nàng ta cắm đạo tắc đại địa vào trong cát, nháy mắt, cát ở tứ phía sôi trào lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, ngồi xuống. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng trong bãi cát. Thiên Đạo nhẹ nhàng búng tay, phút chốc, đột nhiên bốn phía xuất hiện đại địa chi lực rộng lớn mênh mông, đại địa chi lực hệt như thủy triều ập đến phía Diệp Huyên. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn chưa bao giờ thấy nhiều đại địa chi lực như thế, không đúng. Thứ này hoàn toàn khác biệt với đại địa chi lực mà hắn đã từng sử dụng. Thiên Đạo đứng trước mặt Diệp Huyên, bỗng mỉm cười nói, đó là địa tâm chi lực, đến từ nơi sâu nhất của đại địa, sức mạnh ngươi đã từng hấp thu chỉ là thứ bên ngoài đại địa mà thôi. Diệp Huyên muốn nói gì đấy, chợt Thiên Đạo nói, đừng nói chuyện nữa, tĩnh khí ngưng thần, yên tâm hấp thu đại địa chi lực này, nó sẽ không ngừng tẩm bổ nhục thể của ngươi, sau đó sẽ chân chính hình thành giáp đại địa trong cơ thể ngươi. Giáp này là thứ mà vương thuẫn yếu ớt của ngươi không thể so sánh, đương nhiên, với điều kiện ngươi có thể hấp thu tốt. Nghe xong, Diệp Huyên không dám khinh suất, hai mắt chậm chậm khép lại, sau đó bắt đầu dẫn động thiên địa chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, hắn có chút may mắn, may là nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, không thì, nhục thể của hắn chẳng thể nào chịu nổi thiên địa chi lực này. Thiên địa chi lực này quá mạnh mẽ. Rất nhanh, thiên địa chi lực càng ngày càng tập trung trong cơ thể của Diệp Huyên, thiên địa chi lực dễ khống chế hơn băng phách và thiên hỏa nhiều, bởi vì đạo tắc đại địa vốn là bản thân hắn, do vậy, một đường thuận lợi. Chính vào lúc này, Thiên Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn, thoáng cái, nàng ta đã biến mất. Chỉ chốc lát, Thiên Đạo đi vào tinh không mênh mang, mà trên đỉnh đầu nàng ta, một vầng bạch quang đột nhiên xuất hiện, rồi, một người nam tử bước đến. Người này, chính là Võ Thánh lúc trước đã giao thủ với A-La. Võ Thánh liếc nhìn phía dưới, lúc này, tay phải của Thiên Đạo nhẹ nhàng vung lên, vầng bạch quang đột nhiên che đi Diệp Huyên bên dưới,
Võ Thánh không còn nhìn thấy gì nữa. Võ Thánh nhìn thiên đạo cười nói, các hạ có chuyện gì? Võ Thánh mỉm cười, lần này đến đây, là đặc biệt đến để thăm hỏi cô nương. Thiên đạo cười nói, thăm hỏi làm gì? Võ Thánh thi lễ, lúc trước chúng ta đã đắc tội, xin thiên đạo cô nương rộng lòng tha thứ. Thiên đạo cười nói, ta thật sự không tức giận. Võ Thánh có hơi do dự, sau đó nói, lần này chúng tôi đến, là muốn cầu xin thiên đạo cô nương một chuyện. Thiên đạo chớp mắt, có chuyện gì? Võ Thánh trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, chúng ta không có ác niệm gì đối với vũ trụ ngũ duy, mục đích của chúng ta chỉ là thư phòng kia, chỉ khi có được thư phòng, ta mới có thể bảo đảm với thiên đạo cô nương, chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân vào vũ trụ ngũ duy này nữa. Thiên đạo nhíu mày, ta chẳng hề ngăn cản các ngươi đi chiếm đoạt thư phòng. Võ Thánh nhìn thiên đạo, chẳng nói gì. Thiên đạo chân thành nói, ta thật sự không hề quan tâm đến chuyện của các ngươi muốn đến lúc nào thì đến, muốn chĩa mũi dùi vào Diệp Huyên lúc nào cũng được. Võ Thánh do dự một lúc, sau đó nói, thiên đạo cô nương hy vọng chúng ta và Diệp Huyên lưỡng bại câu thương sao. Thiên đạo lắc đầu, không, ta hy vọng các người ngọc vỡ đá tan. Võ Thánh. Thiên đạo cười nói, đó mới là suy nghĩ thật sự của ta, đương nhiên. Các ngươi có thể bắt tay giảng hòa, mọi người sống chung hòa bình, đây cũng là thứ mà ta muốn nhìn thấy. Võ Thánh nhìn thiên đạo, cô thật sự không nhúng tay vào. Thiên đạo gật đầu, người trở về nói với bọn họ, để bọn họ yên tâm, nếu các ngươi và Diệp Huyên có đánh nhau, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Võ Thánh im lặng. Thiên đạo nói, nếu như ngươi không tin ta, có thể nhốt ta lại như trước kia, ta không quan tâm. Võ Thánh liếc nhìn thiên đạo, cô nương cứ nói đùa. Thiên đạo cười, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm thì ngươi đã tìm ra cách đối phó với tiểu đạo và A-La rồi. Đúng không? Võ Thánh gật đầu, đúng vậy, hiện tại chỉ còn lại thiên đạo cô nương mà thôi. Thiên đạo nói, bây giờ ta bảo đảm với ngươi, nếu các ngươi và hắn đánh nhau, chắc chắn ta sẽ không giúp đỡ. Võ Thánh gật đầu, đa tạ. Nói xong. Hắn dừng một chốc, lại nói, cô nước có biết thực lực thật sự của cô gái váy trắng hay không? Thiên đạo gật đầu, biết. Võ Thánh thi lễ, xin cô nương hãy cho ta biết. Thiên đạo cười, thật ra cũng chẳng lợi hại như thế, chỉ là phá hư cảnh đỉnh cao mà thôi. Ta nói thật, ta đã từng đánh với nàng ta, chúng ta chia mỗi người một nửa. Đương nhiên, các ngươi đừng nên đơn độc đấu với nàng ta, muốn giết được nàng ta. Cách tốt nhất chính là phái hết cả cường giả vây công nàng, không cho nàng tìm ra được cơ hội. Hãy tin ta, chỉ cần các ngươi cùng nhau ra tay, giết nàng ta thật sự không hề khó. Thật đấy. Phá hư cảnh đỉnh cao. Trong tinh không, Võ Thánh trầm mặc. Ông ta có chút không tin vào mắt mình. Cô gái váy trắng đó đã giết chết một vị cường giả kiếm tu siêu cấp của bọn họ, hơn nữa, dường như chỉ dùng đúng một nhát kiếm. Chính vào lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi không tin. Võ Thánh nhìn về phía thiên đạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta với cô ta đã từng giao thủ qua, đối với thực lực của cô ta cũng có chút hiểu biết. Nghe vậy, Võ Thánh nhìn chằm chằm thiên đạo, các hạ thực sự đã từng giao thủ với cô ta. Thiên đạo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đã giao thủ qua, thực lực của cô ta thực sự cũng chính là phá hư cảnh đỉnh cao, sở dĩ cô ta mạnh. Là bởi vì kiếm tu của cô ta đã đạt đến trình độ cao nhất. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó chính là bởi vì các ngươi vẫn luôn coi thường cô ta. Nếu như ta đoán không lầm, sau khi cô ta bước lên đây, các ngươi cũng vẫn coi thường cô ta, đúng không? Võ Thánh trầm giọng nói, có một vị kiếm thánh có thực lực không thua kém gì A-La đã từng giao thủ qua với cô ta. Kết quả là bị một kiếm chém chết. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía thiên đạo. Nếu như cô ta chỉ là phá hư cảnh đỉnh cao, thì tuyệt đối sẽ không thể làm được như vậy. Thiên đạo nghiêm mặt nói, biết vì sao bị diệt nhanh không? Võ Thánh nhìn thiên đạo, vì sao? Thiên đạo cười nói, cô ta có một chiêu bí thuật, trong thời gian ngắn có thể khiến cảnh giới của bản thân đạt đến quy nguyên phá giới, thế nhưng, chỉ có thể duy trì trong thời gian một khắc đồng hồ, nếu như một khắc đồng hồ sau các ngươi mới đi tìm cô ta,
cô ta sẽ chết chắc. Bởi vì lúc đó, chính là lúc mà cô ta suy yếu nhất. Võ Thánh trầm mặc. Thiên đạo đột nhiên nói, các ngươi không nghĩ rằng cô ta đã đạt đến quy nguyên phá giới đúng chứ? Võ Thánh khẽ nói, thực không dám giấu, bọn ta nghĩ rằng cô ta có thể đạt đến độn nhất trong truyền thuyết. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán. Nói bậy. Thiên đạo đột nhiên lắc đầu, rõ ràng là các ngươi đang nói sằng bậy, cô ta làm sao có thể đạt đến độn nhất được. Ta nói cho ngươi biết, bản thân ta còn chưa đạt đến độn nhất nữa kìa. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, nếu như cô ta thực sự đã đạt đến độn nhất, ngươi nghĩ cô ta sẽ bỏ qua cho đám người các ngươi sao? Tại sao cô ta không dám đánh đến thượng giới của các ngươi để giải quyết hết toàn bộ các ngươi chứ? Đó là bởi vì cô ta không có cái thực lực đó. Kỳ thực, cô ta cũng kiêng dè các ngươi. Võ Thánh trầm mặc. Thiên đạo lại nói, cả một đoạn đường này, các ngươi đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Chẳng hạn như, ngay từ đầu đã xem thường ta, Võ Thánh các hạ, các ngươi phái một thượng sứ cùng với một trận pháp đến để giam giữ ta, ngươi nói xem, các ngươi có phải là bị ngu không? Còn có Diệp Huyên kia nữa. Các ngươi vậy mà lại phái hai người như vậy tới để đối phó với hắn, các ngươi là muốn nộp mạng cho hắn sao? Còn hiện giờ, các ngươi còn phạm sai lầm, vậy mà lại xem thường cô gái váy trắng đó, ta có một kiến nghị dành cho các ngươi, nếu như các ngươi muốn giải quyết cô gái váy trắng đó, thì cách tốt nhất chính là phái toàn bộ cường giả siêu cấp đến bao vây tấn công cô ta, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào, khiến cô ta một đòn tất chết. Bằng không, một khi các ngươi giết Diệp Huyên, cô ta liền sẽ tìm các ngươi để báo thù. Võ Thánh vẫn trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, ta cuối cùng cũng đã hiểu tại sao các ngươi bị cường giả của vũ trụ lục duy đuổi xuống rồi. Võ Thánh nhìn về phía thiên đạo cười nói, bởi vì các ngươi do dự thiếu quyết đoán. Làm việc chần chừ, đắn đo do dự trước sợ hổ, sau sợ sói. Ta nói cho các ngươi biết, hiện giờ là thời điểm tốt nhất để các ngươi giết chết cô gái váy trắng đó. Bởi vì theo như ta biết, cô ta muốn gấp rút đạt đến quy nguyên phá giới, một khi cô ta thực sự đạt đến quy nguyên phá giới, thì lúc đó, các ngươi liền xong đời. Vì vậy, nếu như các ngươi muốn giết cô ta, thì cách tốt nhất chính là làm theo những gì ta vừa nói, phái toàn bộ cường giả siêu cấp đến bao vây tấn công cô ta, một đòn ắt giết chết. Võ Thánh đột nhiên nói, thiên đạo cô nương dường như rất muốn cô ta chết. Thiên đạo cười nói, ta là muốn tất cả các ngươi đều chết. Võ Thánh. Thiên đạo cười hi hi một tiếng, đây chính là suy nghĩ thực sự của ta, được rồi. Ta vẫn còn nhiều việc phải làm, cáo từ. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở phía xa. Trên bầu trời đầy sao, Võ Thánh trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói, cũng phải, người con gái đó sao có thể đạt tới độn nhất được chứ? Nói xong, ông ta xoay người biến mất không thấy nữa. Chấm chấm chấm. Thiên đạo quay trở về bên cạnh Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh của đám đại địa kia, bởi vì đạo tắc đại địa nên mọi việc coi như diễn ra thuận lợi. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 3 ngày sau, vùng sa mạc nơi Diệp Huyên đang ở đã biến mất. Đất cằn ngàn dặm. Lúc này, Diệp Huyên đứng dậy, hắn vừa mới đứng dậy, một luồng khí thế hào hùng tựa như vũ bão chấn động ra từ trong cơ thể của hắn. Mà mặt đất xung quanh lúc này trực tiếp rung chuyển, cùng lúc đó, đạo tắc đại địa kia đột nhiên xuất hiện giữa ấn đường hắn. Thiên đạo khẽ mỉm cười, được. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, trong phút chốc, trên người hắn hiện ra một lớp áo giáp mỏng. Giáp đại địa. Mà lần này, hắn cảm thấy hoàn toàn khác với lúc trước, bộ giáp đại địa này thực sự không hề yếu hơn khiên thái cực của hắn. Thiên đạo đột nhiên nói, vẫn chưa đủ. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo mỉm cười, thân xác hiện giờ của ngươi chỉ là mới tụ tập được nhiều loại năng lượng, thế nhưng, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp được bọn chúng, đã hóa thành một loại năng lượng, nói một cách đơn giản, ngươi chỉ vừa mới bắt đầu ngũ hành tuyệt thể, đợi sau khi chúng ta thu thập được toàn bộ năng lượng thuộc tính, lúc đó mới là lúc khó khăn nhất, có thể luyện thành ngũ hành tuyệt thể hay không, thì phải xem tạo hóa của bản thân ngươi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Thiên đạo cười nói, đi, dẫn ngươi đến một nơi. Dứt lời, nàng ta cùng Diệp Huyên ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một khu rừng rậm.
Diệp Huyên lướt nhìn bốn phía, khu rừng rậm trước mắt thoạt nhìn không thấy đầu, hơn nữa, khu rừng rậm này toát ra một luồng khí tức nguyên sơ, mang đến cho con người ta một cảm giác bị áp chế âm ỉ. Thiên đạo khẽ mỉm cười nói, khu rừng rậm này có từ thời đại thiên đạo, ta vẫn luôn bảo vệ nơi này, bằng không, sợ là chúng cũng đã biến mất rồi. Nói đoạn, nàng ta bước vào trong. Diệp Huyên đi theo thiên đạo, trong khu rừng rậm thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo. Diệp Huyên phát hiện, linh khí trong khu rừng rậm này rất dồi dào, so với bên ngoài tốt hơn ít nhất gấp mười mấy lần. Nếu xuất hiện ở bên ngoài, nhất định sẽ khiến vô số người phát điên. Có điều, chắc cũng chẳng có mấy người dám nảy sinh ý định đến nơi này, bởi đây là nơi đang được thiên đạo bảo vệ mà. Đối với người con gái này, hắn cũng rất kiêng dè. Thiên đạo cười nói, nơi này hẳn là chốn bồng lai cuối cùng của vũ trụ này rồi. Diệp Huyên hỏi, thiên đạo cô nương, với thực lực của cô, chắc là cô có thể rời khỏi vũ trụ này. Phải không? Thiên đạo gật đầu, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào ta cũng đều có thể rời đi. Kể ra, vũ trụ lục duy còn từng mời ta đến nữa. Bọn họ mời ta đến vũ trụ lục duy, ta chẳng cần phải làm gì cả, liền đã có được đãi ngộ rất tốt rồi. Diệp Huyên có chút không hiểu, vậy tại sao cô không đi? Thiên đạo liếc nhìn Diệp Huyên một cái, cười nói, nơi này là nhà. Nhà. Diệp Huyên trầm mặc. Đối với hắn ta mà nói, muội muội ở nơi nào, thì nơi đó chính là nhà. Thiên đạo đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng ta không xa có một cây giống xanh biếc. Thiên đạo cười nói, cây giống này là trung tâm sự sống của vũ trụ này, hiện giờ, tặng cho ngươi đó. Nói xong, nàng ta bấm đốt ngón tay, trung tâm sự sống kia trực tiếp chui vào ấn đường Diệp Huyên. Toàn thân Diệp Huyên trong nháy mắt bị một đường ánh sáng xanh biếc bao phủ, lúc này, hắn đã cảm nhận được năng lượng vô cùng vô tận. Loại năng lượng này ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thiên đạo cười nói, trung tâm sự sống này có một công năng đặc biệt, đó chính là chữa lành, khả năng chữa lành của nó chỉ kém loại tử khí trong người kia của ngươi một chút xíu, tuy nhiên, nó lại có một năng lực mà tử khí màu tím kia của ngươi không có, đó chính là nó có thể dung hợp với thân xác ngươi một cách hoàn mỹ, biến cơ thể của ngươi trở thành thể sinh mệnh, nói một cách đơn giản, sau này ngươi giao thủ với người khác, chỉ cần không phải là bị đối phương diệt nhanh đến bị thương nặng, thì nó có thể khiến cơ thể ngươi tự chữa lành. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng chốc phấn khích. Tự mình chữa lành. Đây mới chính là trọng yếu. Sau này đánh nhau với người khác, chỉ cần đối phương không có khả năng diệt nhanh hắn, vậy thì hắn dù có muốn chết cũng khó mà được. Ai đánh chết được hắn chứ? Lúc này, thiên đạo lại nói, người hấp thu nó vào trong cơ thể trước, khi sau khi thu thập xong toàn bộ sức mạnh thuộc tính, chúng ta mới bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Việc mà ngươi cần làm hiện giờ chính là thu thập những năng lượng thuộc tính này. Diệp Huyên gật đầu, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu năng lượng của trung tâm sự sống kia. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyên mở mắt ra, mà lúc này, trên người hắn đã có nhiều hơn một tầng ánh sáng màu xanh biếc. Diệp Huyên đang định nói thì đột nhiên, hắn quay đầu lại lướt nhìn xung quanh một cái. Hắn phát hiện linh khí xung quanh lại đang bắt đầu từ từ tiêu tán. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo, có chút không hiểu, đây là. Thiên đạo cười nói, trung tâm sự sống là trung tâm của nơi này, hiện giờ nó đã bị ngươi hấp thu, linh khí của nơi này ắt sẽ từ từ tiêu tán, sau đó sẽ trở nên giống như bên ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên đạo cô nương. Thiên đạo cắt ngang lời Diệp Huyên. Ngươi là đang muốn hỏi ta tại sao lại đem nó tặng cho người đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo chớp mắt, bởi vì ta đang tính kế với người đó, hi hi. Diệp Huyên. Thiên đạo mỉm cười, đi thôi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời khỏi. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo một cái, trong lòng có chút phức tạp. Chấm chấm chấm. Chẳng mấy chốc, thiên đạo đã dẫn Diệp Huyên đến một vùng tinh không. Hai người đứng trong tinh không, đứng giữa bầu trời đầy sao bao la, trong lòng Diệp Huyên chợt cảm thấy bé nhỏ. Loài người lớn mạnh, thế nhưng so với vũ trụ vô tận này, thực sự là quá nhỏ bé. Thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi nhìn xem tinh không đẹp biết bao.
Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo đang mặc một bộ váy dài màu trắng, không nhuốm bụi trần, mái tóc dài của nàng ta xõa ngang vai, trên mặt mang theo nụ cười. Lúc này, ánh sao trên bầu trời ở trước mặt nàng dường như có chút mờ nhạt. Thiên đạo nhẹ nhàng vén sợi tóc mang tai, nhẹ giọng nói, chúng ta không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn luôn ở đó. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta nhớ ngươi đã từng nói, thế giới này coi trọng kẻ mạnh, nắm đấm chính là đạo lý, kỳ thực, lời ngươi nói không hề sai, trong thế giới mà kẻ mạnh được coi trọng, thì cho dù ngươi có lý, nhưng không có nắm đấm thì cũng vô dụng. Tuy nhiên, người có thực lực không nên bắt nạt người thật thà, càng không nên bắt nạt những người có bổn phận, có trách nhiệm. Trong lòng ta, kẻ mạnh thực sự phải là người sẵn sàng nói lý với những kẻ yếu hơn mình. Diệp Huyên trầm mặc. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên cười nói, sức mạnh của một người không phải nhìn vào thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, cũng không phải nhìn xem phía sau hắn có bao nhiêu hậu khiên, mà là nhìn vào cách mà hắn đối đãi với những người yếu hơn mình như thế nào. Diệp Huyên nhìn thẳng thiên đạo cô nương, cớ sao lại nói những chuyện này với ta? Thiên đạo cười nói, chỉ là tùy tiện nói vài câu, người nghe là được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô sẽ vì vũ trụ này mà tiêu diệt loài người, đúng không? Thiên đạo khẽ vỗ vai Diệp Huyên, vũ trụ này không chỉ có mỗi loài người, người có biết, loài người ở vũ trụ này đã giết chết bao nhiêu sinh linh không? Ta không phải là muốn người phản lại loài người, cũng không phải là muốn người đứng về phía ta, mà ta chỉ muốn người hiểu, loài người không đáng chết, nhưng các sinh linh khác trong vũ trụ này cũng không đáng chết, và vũ trụ này càng không đáng chết. Nói đoạn, nàng ta cười híp mắt, người thật sự cho rằng ta không có khả năng tiêu diệt toàn bộ loài người sao? Tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo một cái, người con gái này mà không có năng lực tiêu diệt nhân loại sao? Theo như hắn thấy, sợ là có đó. Người con gái này không chỉ có thực lực lớn mạnh, mà trí thông minh cũng cao ngất ngưởng, nhân loại làm sao đấu lại nàng ta. Lúc này, lòng bàn tay phải của thiên đạo xòe ra, nàng ta khẽ nói tụ. Lời vừa thốt ra, trong chớp mắt, sức mạnh của vô số vì tinh tú trên khắp tinh không rộng lớn bỗng lao tới. Lúc này, sức mạnh của các vì sao tràn ngập toàn bộ tinh không. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của thiên đạo này rốt cuộc mạnh đến nhường nào chứ? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, người con gái này tuyệt đối mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn rất rất nhiều. Chính vào lúc này, sức mạnh của những vì sao ở xung quanh tinh không đột nhiên truyền vào trong cơ thể của Diệp Huyên. Trong nháy mắt, Diệp Huyên trực tiếp đã biến thành một người phát sáng. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, tĩnh khí ngưng thần, ngoan ngoãn hấp thu sức mạnh của đám ngôi sao này. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm hấp thu sức mạnh của những ngôi sao đó. Sau khi sức mạnh của những ngôi sao đó tràn vào, Diệp Huyên liền cảm giác trong cơ thể mình tựa như đang dấy lên cơn sóng thủy triều, có chút khó mà áp chế. Thiên đạo đột nhiên nói, đừng áp chế, phải dẫn đường để cho bọn chúng chủ động hòa làm một với cơ thể của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hắn không áp chế sức mạnh của những ngôi sao kia, chậm rãi dẫn dắt bọn chúng hòa làm một với cơ thể của mình. Dần dần, cơ thể của Diệp Huyên bắt đầu hấp thu sức mạnh của những vì sao đó. Cứ như vậy, ước chừng khoảng một ngày sau, sức mạnh của vô số ngôi sao đã hợp nhất với thân xác của hắn ta. Nhưng lại xảy ra vấn đề. Đó chính là sức mạnh thuộc tính trong cơ thể hắn hiện giờ có quá nhiều. Toàn bộ chỗ sức mạnh thuộc tính này đều đang hội tụ trong cơ thể hắn, đã bắt đầu bài xích lẫn nhau. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo bước tới trước mặt Diệp Huyên, tay phải nàng ta khẽ ấn nhẹ lên vai Diệp Huyên, trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh thuộc tính trong cơ thể Diệp Huyên đã bị trấn áp. Thiên đạo cười nói, được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cứ cưỡng ép trấn áp như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Thiên đạo gật đầu, có. Diệp Huyên, thiên đạo lại nói, có điều tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đi thôi, chúng ta đi xuống một nơi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, vẫn còn năng lượng thuộc tính cần hấp thụ sao? Thiên đạo gật đầu, vẫn còn một loại nữa. Dứt lời,
nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó đi theo sau. Hắn hiện giờ chỉ có thể tin tưởng thiên đạo này. Có điều, đối phương chắc cũng sẽ không có ý làm hại hắn đâu nhỉ, bởi vì nếu như đối phương có ý muốn làm hại hắn, thì vốn dĩ không cần phải phí tâm như vậy. Hắn hiện giờ, chắc chắn là đánh không lại được thiên đạo. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi theo thiên đạo đến một nơi hoang vắng. Diệp Huyên lướt nhìn xung quanh một lượt, xung quanh tràn ngập một mùi u ám. Thiên đạo lướt nhìn tứ phía, khẽ nói, nơi này đã từng là một chiến trường. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo, chiến trường. Thiên đạo gật đầu, ở đây đã từng xảy ra một trận đại chiến, đã chết rất nhiều người cùng với sinh linh. Diệp Huyên lướt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói, người của thời đại thiên đạo. Thiên đạo cười nói, phải, là những người cùng thời đại với ta, có điều, đám người đó là kẻ ngoại lai. Diệp Huyên hỏi, ai đã đánh nhau cùng với bọn họ? Thiên đạo chỉ vào bản thân, cười nói, ta. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, cô đánh nhau với bọn họ. Thiên đạo gật đầu, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, một mình cô đánh với bọn họ. Thiên đạo khẽ gật đầu, phải. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo một cái, bọn họ có rất nhiều người sao? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều người, có điều đều đã bị ta giết hết rồi. Ta đã đem bọn họ chôn vĩnh viễn ở nơi này. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, lợi hại không? Diệp Huyên. Lòng bàn tay phải của thiên đạo đột nhiên xòe ra, sau đó nhẹ nhàng đưa lên, lên. Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt, mặt đất ở trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt toác, ngay sau đó, vô số âm hồn từ dưới lòng đất bay lên, lúc những âm hồn này xuất hiện, xung quanh bỗng chốc tựa như địa ngục. Lúc đám âm hồn này nhìn thấy thiên đạo, ngay lập tức gào thét lên điên cuồng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống thiên đạo vậy. Diệp Huyên khẽ nói, bọn họ rất hận cô. Thiên đạo cười nói, ta đã giam cầm bọn họ mấy chục vạn năm rồi, bọn họ bị nhốt ở nơi này, mất đi sự tự do, không thể chết đi, ngươi nói xem bọn họ có hận ta không. Diệp Huyên liếc nhìn đám âm hồn kia, trong mắt đám âm hồn kia, ngoài sự oán hận ra, còn ẩn chứa sự kiêng dè và sợ hãi sâu sắc. Thiên đạo nhìn đám âm hồn kia, cười nói, ta chính là thích dáng vẻ các ngươi nhìn ta với ánh mắt khó chịu, nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Diệp Huyên. Đám âm hồn kia điên cuồng gầm thét, bọn chúng muốn bổ nhào về phía thiên đạo, nhưng lại bị một sợi dây xích mỏng tựa như sợi tóc khóa chặt tại chỗ. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, bị giam cầm dưới lòng đất, ra không được, chết cũng không xong, chỉ có thể đối mặt với bóng tối vô tận, người nói xem, có tàn nhẫn không? Diệp Huyên gật đầu, tàn nhẫn. Bị giam cầm dưới lòng đất, chỉ để đối mặt với bóng tối, hơn nữa lại là mấy chục vạn năm. Đây đâu chỉ là tàn nhẫn. Rõ ràng là tàn ác vô nhân đạo. Nếu là hắn, đừng nói là mấy chục vạn năm, cho dù chỉ là mấy chục ngày thôi cũng đã không chịu được nổi rồi. Diệp Huyên liếc nhìn đám âm hồn trước mặt kia một lượt, không thể không nói, mấy tên này thật là thảm quá mà. Đúng lúc này, từ trong đám âm hồn kia đột nhiên vang lên một giọng nói, các hạ, bọn ta đã chịu sự trừng phạt rồi, xin các hạ hãy giải thoát cho bọn ta. Thiên đạo nhìn về phía phát ra giọng nói này, người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, trên người ông ta không chỉ có xích sắt, mà còn có một vài phù văn màu đỏ như máu thần bí. Thiên đạo nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, muốn được giải thoát sao? Người đàn ông trung niên gật đầu. Thiên đạo lắc đầu, kỳ thực, ta không hề muốn giải thoát cho các ngươi, ta muốn khiến các ngươi đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở nơi này. Nghe vậy, đám âm hồn đang có mặt đột nhiên giống lên. Người đàn ông trung niên đột nhiên phẫn nộ quát, im miệng. Nghe vậy, đám âm hồn xung quanh ông ta bỗng im bặt. Người đàn ông trung niên nhìn thiên đạo, các hạ vẫn còn muốn bọn ta phải làm sao? Thiên đạo không trả lời người đàn ông trung niên, mà nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết tại sao bọn họ lại bị nhốt ở nơi này không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên đạo khẽ mỉm cười nói, bởi vì bọn họ đã từng phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, năm đó bọn họ lấy người sống ra để tế luyện, không chỉ tế luyện người sống,
mà còn đem vô số sinh linh trong vũ trụ này ra để tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, dùng sinh linh để tu luyện. Thiên đạo gật đầu, cướp đoạt. Bọn chúng đã cướp đoạt sự sống của vô số sinh linh, để đổi lấy tu vi lớn mạnh, năm đó bởi vì một sơ suất của ta, đã khiến ít nhất hàng chục triệu sinh linh trong vũ trụ này phải chết thảm trong tay bọn chúng. Không phải là một cái chết bình thường, mà là một cái chết đầy bi thảm, bởi vì đám sinh linh đó trước khi chết, đều đã bị đám người vô nhân tính này ngược đãi. Thủ pháp tu luyện của bọn chúng vô cùng tàn nhẫn, người sẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng được đâu. Diệp Huyên liếc nhìn đám âm hồn kia một cái, lúc này, hắn cảm thấy đám người này không còn đáng thương như vậy nữa. Thiên đạo quay đầu lại nhìn về phía đám âm hồn kia, cười nói, theo như suy nghĩ của ta, thì ta muốn giam cầm các ngươi đời đời kiếp kiếp, nhưng hiện giờ ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Nghe vậy, người đàn ông trung niên kia vội vàng nói, cơ hội gì? Thiên đạo chỉ tay về phía Diệp Huyên, để cho hắn hấp thu. Nghe vậy, đám âm hồn kia sững người. Rất nhanh, người đàn ông trung niên kia phẫn nộ nói, để cho hắn hấp thu, cô muốn bọn ta tan thành cho bụi. Thiên đạo cười nói, hóa ra các ngươi không muốn bị tan thành cho bụi à? Không sao cả. Dứt lời, tay phải nàng ta ấn nhẹ một cái, rất nhanh ngay sau đó, đám âm hồn kia từ từ chìm xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy cảnh này, đám âm hồn kia bỗng chốc kinh hãi. Trở lại lòng đất. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên nói, bọn ta đồng ý với cô. Thiên đạo thu tay về, cười nói, ta không thích cưỡng ép người khác đâu, thật đó, các ngươi có thể từ chối, nếu như các ngươi từ chối, ta sẽ không khiến cho các ngươi bị tan thành cho bụi đâu. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn thiên đạo chằm chằm, bọn ta là tự nguyện. Thiên đạo chớp mắt, thật không? Người đàn ông trung niên gằn giọng nói, thật. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, không phải ngươi rất muốn đánh chết ta sao? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại làm không được, ha ha. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, có phải ta rất ngạo mạn không? Diệp Huyên gật đầu, rất ngạo mạn. Thiên đạo khẽ mỉm cười, đối với kẻ ác, thì phải ác hơn bọn chúng, ngạo mạn hơn bọn chúng. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía đám âm hồn đó, các ngươi có thể bắt đầu được rồi. Người đàn ông trung niên nhìn thiên đạo, giải trừ đống xiềng xích này cho bọn ta. Thiên đạo cười nói, được thôi. Dứt lời, tay phải nàng ta phẩy tay một cái, xiềng xích của đám âm hồn đang có mặt kia bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau khi đống xiềng xích biến mất, người đàn ông trung niên kia đột nhiên phẫn nộ gầm lên, giết. Lời vừa thốt ra, đám âm hồn ở xung quanh ông ta ngay lập tức xông thẳng về phía thiên đạo. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên liền biến sắc, thực lực của đám âm hồn này cực kỳ lớn mạnh, lúc còn sống thấp nhất cũng đã đạt đến chủ tể cảnh. Diệp Huyên đang định lấy kiếm trấn hồn ra, thì đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên lắc đầu mỉm cười một cái, nàng ta nhẹ nhàng phất tay áo, trong phút chốc, toàn bộ đám âm hồn kia đều bị đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Diệp Huyên sững người. Đám âm hồn đó cũng sững người. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, biết đây là cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên đạo cười nói, cái này gọi là đóng băng không gian, là một loại vận dụng không gian, muốn học không? Diệp Huyên gật đầu, muốn. Thiên đạo bật cười ha ha một tiếng, đợi sau khi ngươi tu luyện xong ngũ hành tuyệt thể, ta sẽ dạy cho ngươi. Nói xong. Nàng ta nhìn về phía người đàn ông trung niên cùng đám âm hồn kia, lúc còn sống các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là bây giờ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm thiên đạo, cô sẽ gặp báo ứng. Thiên đạo cười nói, một kẻ tội ác tày trời như ngươi mà cũng dám nói ra hai từ báo ứng sao? Ngươi không cảm thấy nực cười sao? Người đàn ông trung niên phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên đạo, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không được yên thân. Thiên đạo chớp mắt, ta lại sợ quá cơ. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn thiên đạo chằm chằm, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì thiên đạo đã bị ánh mắt của ông ta giết chết mấy trăm lần rồi. Thiên đạo liếc nhìn đám âm hồn kia, lắc đầu, nếu như không phải là không có thời gian, thì ta thật sự không muốn giải thoát cho các ngươi đâu. Đám người các ngươi, đời đời kiếp kiếp đáng bị chịu khổ.
Dứt lời, nàng ta hất tay phải một cái, trong tích tắc, toàn bộ đám âm hồn kia liền bị một luồng sức mạnh thần bí bao trùm, ngay sau đó, đám âm hồn kia lao thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định né tránh thì thiên đạo đột nhiên nói, hấp thu chúng, đồng thời để kiếm chấn hồn của ngươi cùng với ngươi thật sự dung hợp, nếu như thành công, kiếm chấn hồn của ngươi sẽ trở thành đệ nhị kiếm trong lịch sử vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên hỏi trong vô thức thế, đệ nhất kiếm là cái nào? Khóe miệng thiên đạo khẽ nhếch lên, kiếm thiên đạo của ta. Ngươi muốn không, nếu như muốn, ta có thể đưa cho ngươi. Hắn hỏi, miễn phí sao? Thiên đạo gậy đầu, miễn phí. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao lại cho ta miễn phí? Thiên đạo chớp mắt, bởi vì ta đang tính kế với ngươi đó, ha ha. Hắn. Hấp thu. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu lực của những âm hồn kia, không chỉ có hắn, kiếm chấn hồn cũng đang hấp thu. Bây giờ hắn và kiếm chấn hồn đã hòa làm một thể. Kiếm chấn hồn chính là hắn. Kiếm chấn hồn không giống kiếm thiên chu, suốt chặng đường qua, kiếm chấn hồn đã cùng hắn lớn lên, hắn và kiếm chấn hồn có rất nhiều điểm cộng hưởng. Mà kiếm thiên chu vừa xuất hiện đã là thần khí, vẫn là thiếu một chút sự ăn ý với hắn. Nhưng mà hắn và kiếm thiên chu cũng đang từ từ hòa hợp với nhau. Giữa sân, những âm hiện kia căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Huyên hấp thu. Thực lực của thiên đạo quá khủng bố. Diệp Huyên thật sự có chút kiêng dè đối với cô gái này. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Mục đích của nàng ta là gì? Hắn không biết. Hắn đã không thể hiểu ý đồ của nàng ta nữa rồi. Một cô gái bí ẩn giống như câu đố. Giữa sân, sau khi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thiên đạo đi đến một bên ngồi xuống, hai tay nàng ta nâng cằm trống lên đầu gối của mình, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một ngày sau, Diệp Huyên đã hấp thu hết toàn bộ âm hồn. Mà kiếm chấn hồn trực tiếp lao ra khỏi cơ thể hắn, phóng lên cao. Nhập thẳng vào trong trời sao, trong phút chốc, cả trời sao hình thành một tử vực. Tử vực do tử khí ngưng tụ thành. Phía dưới, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn hóa thành một luồng ánh sáng đen biến mất vào trong tay hắn, mà vùng tử khí trong trời sao kia vẫn chưa tan biến. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo, ta cảm giác trong cơ thể đều là tử khí. Thiên đạo cười nói, có thể áp chế không? Diệp Huyên gật đầu, có kiếm chấn hồn, có thể áp chế. Thiên đạo mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện ở trong tay nàng ta nhìn kiếm chấn hồn, mỉm cười, sau đó đưa kiếm cho Diệp Huyên, kiếm này đã hấp thu hồn của vô số ác nhân, trong kiếm có vô số ác nghiệp. Người cầm ác kiếm này, khi cần dùng để chém ác nhân. Chém ác nhân. Diệp Huyên gật đầu, ta chỉ giết người đáng chết. Thiên đạo cười nói, yên tâm. Ta không phải bảo ngươi thay đổi cái gì, bản tính của ngươi rất tốt, không cần phải thay đổi gì cả. Hơn nữa, ta cũng rất phản cảm một vài người được gọi là chính nghĩa, bởi vì rất nhiều người thích dùng cái danh chính nghĩa để làm chuyện gian ác. Hơn nữa, rất nhiều người thích mang cái gọi là tiêu chuẩn chính nghĩa kia áp đặt lên người khác. Cho nên, ngươi hãy cứ làm tốt chính mình. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thiên đạo, ngươi sẽ không sợ ta làm điều bất lợi với ngươi. Thiên đạo chớp chớp mắt, ngươi sẽ làm sao? Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi gọi người, bằng không, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tuyệt đối không thể đánh lại ta. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, ngươi rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Thiên đạo khẽ cười, ngươi đoán. Diệp Huyên lắc đầu, ta đoán cái quỷ ấy. Thiên đạo cười ha ha, sau đó nói, đi, đưa ngươi đến một chỗ. Chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể rồi. Nói xong, nàng ta xoay người, trong chớp mắt nàng ta xoay người kia, nàng ta và Diệp Huyên trực tiếp xuất hiện trong nhà trúc. Chính là nhã cư của thiên đạo. Diệp Huyên nhìn sang thiên đạo ở bên cạnh, lúc trước ngươi nói với ta về kiếm thiên đạo. Thiên đạo cười nói, việc này tạm thời không vội, tu luyện ngũ hành tuyệt thể trước đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngón tay thiên đạo móc nhẹ, một vài quyển sách cổ bay ra từ trên giá sách kia, những quyển sách cổ này dừng trước mặt Diệp Huyên,
ước chừng có hơn 30 quyển. Thiên đạo chỉ những quyển sách này, đọc kỹ, hiểu thật sâu về chúng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, những quyển sách này là gì? Thiên đạo cười nói, đều là những giải thích về các thuộc tính năng lượng trong cơ thể ngươi, ta đều đã biên soạn lại, ngươi có thể trực tiếp xem, phải chú ý nhiều đến những chỗ ta đánh dấu đỏ, đây đều là trọng điểm. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở một quyển sách cổ ra, khi nhìn thấy nội dung trong đó, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo cười nói, làm sao vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, đều là cô viết. Thiên đạo lắc đầu, không hẳn vậy, những quyển sách này đều được viết bởi một vài học giả và một số người kiệt xuất từ xưa đến nay, ta chỉ biên soạn lại một chút, sau đó bỏ thêm một số suy nghĩ của mình hoặc cải tiến. Thật ra, nhân loại các ngươi thật sự đã tạo ra người tài kiệt xuất, hơn nữa, không thể không nói, nhân loại các ngươi rất được trời ưu ái, bất kể là phương diện tu luyện, hay là phát triển, các ngươi có năng lực mà tộc khác không có, đó chính là sáng tạo. Các ngươi biết sáng tạo, biết thay đổi, đương nhiên, cũng biết phá hoại, hơn nữa, phá mạnh hơn tất cả các tộc khác. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên đạo cười nói, đọc thật kỹ, ta không phải muốn ngươi nghiên cứu nhân sinh cùng với ta, việc ngươi cần làm bây giờ là trở nên mạnh hơn, bởi vì quá không bao lâu nữa, có rất nhiều chuyện cần ngươi tự mình đối mặt. Diệp Huyên gật gật đầu, sau đó cúi đầu đọc sách. Mà thiên đạo thì lập tức rời khỏi nhà trúc. Không quấy rầy Diệp Huyên. Ngoài nhà trúc, thiên đạo ngồi trên một ghế đá, ở trước mặt nàng ta có một bàn cờ. Thiên đạo nhẹ giọng nói, chúng sinh không phải quân cờ. Nói xong, nàng ta vung nhẹ tay phải. Bàn cờ biến mất. Đúng lúc này, một cô bé đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thiên đạo, người đi ra chính là Tiểu Linh Nhi. Phía sau cô bé, còn đi theo một con yêu thú nhỏ. Chính là chiến thiên thú. Tiểu Linh Nhi đi đến trước mặt thiên đạo, cô bé nhìn thiên đạo, tỷ tỷ xinh đẹp, có thể giúp một việc nhỏ không? Thiên đạo nhìn Tiểu Linh Nhi, cười nói, giúp việc gì? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, ta có thể đột phá không? Thiên đạo ngây người, sau đó cười nói, người muốn đột phá. Tiểu Linh Nhi gật đầu, muốn. Thiên đạo cười hỏi, vì sao muốn đột phá? Tiểu Linh Nhi liếc nhìn nhà trúc, nhẹ giọng nói, muốn giúp ca ca. Thiên đạo nhìn thoáng qua nhà trúc, cười nói, ngươi không sợ nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu, sợ, nhân loại xấu xa nhất. Thiên đạo cười nói, nhưng ngươi không sợ hắn, đúng không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, ca ca tốt lắm. Thiên đạo cười cười, quả thật rất tốt, nếu hắn có ý muốn lợi dụng ngươi, hắn sẽ mất đi rất nhiều. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, cho dù là lúc nào, con người cũng không được đánh mất thiện ý. Tiểu Linh Nhi kéo tay thiên đạo, tỷ tỷ xinh đẹp, ta có thể đột phá không? Thiên đạo cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, nàng ta cúi người nói nhỏ vài câu bên tai Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi hai mắt sáng lên, như vậy có được không? Thiên đạo chớp chớp mắt, có thể thử xem. Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Nói xong, cô bé xoay người bước đi. Chiến thiên thú vội vàng đuổi theo. Ở trước mặt thiên đạo, nó rất mất tự nhiên. Giữa sân, thiên đạo lắc đầu cười, tiểu tử kia. Thật sự là được trời ưu ái. Nàng ta tất nhiên có thể nhìn thấy phần phúc duyên trên người Tiểu Linh Nhi. Đúng lúc này, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt nàng ta xuyên qua ngân hà. Nhìn đến nơi cực xa. Không biết đã nhìn thấy gì, nàng ta dần dần cau mày lại. Sau khi im lặng một lúc, thiên đạo thu hồi ánh mắt, trầm tư. Trong phòng trúc, Diệp Huyên vẫn đang đọc sách, không thể không nói, khi bắt đầu đọc quyển sách cổ đầu tiên, hắn đã mê mẩn rồi. Không đúng, là si mê. Giá trị của những quyển sách cổ này quá lớn. Trước kia hắn chưa từng nghe qua về những tri thức được đề cập trong đó, hắn trước kia chỉ biết tu luyện, ví dụ như không gian, sau khi đọc sách cổ về không gian do thiên đạo biên soạn, hắn mới phát hiện, hóa ra không gian phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không chỉ có không gian, còn có rất nhiều miêu tả chi tiết về các loại năng lượng, những điều này hắn đều chưa từng nghe qua.
Cứ như vậy, ước chừng sau 3 ngày, Diệp Huyên đã đọc xong tất cả sách cổ, nhưng mà hắn vẫn muốn xem, hắn muốn đọc những quyển sách thiên đạo cất giữ, nhưng lại bị thiên đạo ngăn cản. Thiên đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nói, hiện tại không thể xem. Diệp Huyên hỏi, khi nào mới có thể xem? Thiên đạo cười nói, phải tu luyện được ngũ hành tuyệt thể trước đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Thiên đạo gật gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người đi ra bên ngoài. Diệp Huyên đi theo, chỉ chốc lát, thiên đạo dẫn hắn đến trước một hồ nước, phía trên hồ nước là một thác nước. Thiên đạo chỉ vào hồ nước, cởi sạch, sau đó đi vào, cởi sạch. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không cởi có được không? Thiên đạo cười nói, dù sao lát nữa ngươi cũng sẽ bị lực lượng của ngươi làm rách. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cởi hết quần áo, mà thiên đạo vẫn luôn nhìn trong cả quá trình này. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo, cô không tránh đi một chút sao? Thiên đạo lắc đầu, người có suy nghĩ dơ bẩn, nhìn cái gì cũng dơ bẩn. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, đây không phải là đang châm biếm hắn sao? Thiên đạo chỉ hồ nước phía xa, đi xuống đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi vào trong hồ nước, trừ rất lạnh ra, không có gì đặc biệt. Thiên đạo chắp hai ngón tay chỉ một cái, một ánh sáng trắng biến mất vào trong đầu Diệp Huyên, rất nhanh vô số tin tức hiện ra trong đầu Diệp Huyên. Tâm pháp ngũ hành tuyệt thể. Lúc này, giọng nói của thiên đạo đột nhiên vang lên, còn đây là tâm pháp, trong cơ thể ngươi có vô số loại năng lượng. Ngươi phải dùng cơ thể làm trận, dùng tâm pháp này dẫn dắt, hội tụ tất cả năng lượng toàn thân, sau đó làm cho cơ thể mình giống như một mảnh trời đất, có thể bao dung hết thảy. Nói một cách đơn giản, ngươi cần phải làm cho cơ thể mình biến thành giống như mảnh trời đất này có thể chứa những năng lượng thuộc tính này, cơ thể của ngươi cũng có thể, chỉ có như thế, ngươi mới có thể được tính là tu luyện thành công ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyên gật đầu, hắn bắt đầu thúc giục những năng lượng trong cơ thể. Dần dần, nước ở xung quanh bắt đầu kịch liệt sao động dữ dội, mà lúc này, tại nơi đáy nước đột nhiên xuất hiện một trận pháp, sau khi trận pháp này xuất hiện, nước xung quanh Diệp Huyên lập tức lặng đi, mà Diệp Huyên cũng trở nên hư ảo, giống như không ở thế giới này vậy. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo cười nói, đây là một loại trận pháp, tương đương với năng lực của phá hư cảnh, làm cho ngươi ở trong một loại không gian hư ảo, như vậy. Khi ngươi lao đi cho dù tạo ra tiếng động lớn như thế nào cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu cho thế giới thực. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt, sau đó bắt đầu tu luyện theo tâm pháp ngũ hành tuyệt thể thiên đạo cho hắn. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyên trong hồ nước, trầm lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Chấm 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 chấm. Trong một trời sao xa xôi, một người đàn ông đứng lặng lẽ. Người này chính là Võ Thánh từng xuất hiện ở hạ giới. Võ Thánh chỉ đứng như vậy, ở chỗ sâu trong trời sao trước mặt ông ta có ba quan tài màu đen đang bay lơ lửng. Lúc này, quan tài bên trái đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Võ Thánh cách đó không xa. Khi bóng mờ này xuất hiện, cả trời sao trở nên hư ảo. Võ Thánh nhìn thấy bóng mờ, hơi hành lễ, huyền chủ. Huyền chủ nói. Võ Thánh trầm giọng nói, cô gái váy trắng kia đã vào thượng giới, ta thỉnh cầu điều động 12 danh khổ tu sĩ, 36 nghịch đạo sĩ cùng một đại trận tuyệt sát chém giết nàng ta ở giới này. Nói xong, ông ta dừng một chút, lại nói, vì để đề phòng, còn mong huyền chủ phái ra một phân thân, đi cùng chúng ta. Huyền chủ khẽ cười, 12 cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao, 36 chủ tế cảnh đỉnh cao. Cộng thêm một đại trận tuyệt sát có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi có phải đã quá đề cao nàng ta rồi không? Võ Thánh trầm giọng nói, lúc trước chính bởi vì chúng ta khinh địch, nên mới khiến ta mất đi mấy cao thủ. Bởi vậy, lần này không thể lại khinh địch, tuy nàng ta mới là phá hư cảnh đỉnh cao, nhưng nàng ta là kiếm tu, sức chiến đấu phi phàm. Hơn nữa, ta cảm thấy những lời thiên đạo kia nói có thể không đúng. Thực lực của nàng ta có thể mạnh hơn so với thiên đạo nói, bởi vậy, vì để đề phòng, tốt nhất chúng ta hãy phái ra tất cả chiến sĩ cấp cao, giết nàng ta ở thế giới này, trừ tại họa về sau. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về trời sao xa xa kia,
nhẹ giọng nói, nàng ta sắp rời khỏi thế giới này, chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Nhầm nội dung nên mình post lại, các bạn đọc lại từ chương 4121 nhé. Xin cảm ơn. Trong trời sao, huyền chủ trầm lặng một lát, sau đó nói, thôi được, vậy để phân thân này của ta đi theo các ngươi. Võ Thánh gật đầu, xoay người biến mất. Ngay sau đó, mấy chục hơi thở mạnh mẽ vút qua trời sao. Chấm chấm chấm. Tại nơi cuối trời sao xa xôi kia, cô gái váy trắng nhìn thấy vào chỗ sâu trong trời sao, ngự không mà đi. Cô gái váy trắng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt không chút biểu cảm, váy trắng không nhiễm một hạt bụi, tựa như một nàng tiên không nhiễm khói lửa trần gian. Thanh Nhi. Đây là tên lúc ban đầu của nàng. Cái tên này, cả đời này chỉ có một người có thể gọi. Cô gái váy trắng nghĩ đến người nào đó, khóe miệng không cầm lòng nổi khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ này đủ để cho cả trời sao phai màu vì nó. Chấp niệm. Thực ra, đây không phải là chấp niệm của nàng, đây là lý do sống duy nhất của nàng. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn vào trong trời sao, nàng rất nhanh sẽ rời khỏi thế giới này. Đúng lúc này, không gian trước mặt nàng đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, hàng chục bóng người bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Người đứng đầu chính là phân thân của huyền chủ kia, vì người kia thích mặc đồ đen nên người quen hay gọi là huyền chủ, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận thân phận khác của ông ta thánh chủ, mà ở bên cạnh ông ta là võ thánh. Ở phía sau bọn họ, còn có 12 cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao cùng 36 cao thủ chủ tế cảnh đỉnh cao. Đội hình này cho dù là ở lục duy cũng không phải yếu. Cô gái váy trắng nhìn đám người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Thánh chủ nhìn đánh giá một lượt cô gái váy trắng, ông ta nhăn mày lại, bởi vì ông ta không cảm nhận được gì từ cô gái váy trắng. Ngay cả ông ta cũng không cảm nhận được cô gái váy trắng. Khuôn mặt của thánh chủ dần trở nên nghiêm túc, các hạ xưng hô như thế nào. Cô gái váy trắng nhìn thánh chủ, không nói gì. Thánh chủ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, các hạ, chúng ta không muốn chém cùng diệt tận, chỉ cần ngươi đồng ý không trở thành kẻ địch với thượng giới ta, chúng ta có thể thả ngươi đi. Lúc này, ông ta thật ra đã có ý rút lui. Ông ta không thể nhìn thấu cô gái trước mặt này, hơn nữa, còn cảm giác có chút nguy hiểm. Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có người đến nữa không? Thánh chủ nhíu mày, lúc này... Võ Thánh kia đột nhiên cười nói, chẳng lẽ chúng ta còn không đủ sao? Cô gái váy trắng nhìn về phía Võ Thánh, đúng lúc này, một ông lão ở bên cạnh Võ Thánh đột nhiên cười to nói, ta không thích phí thời gian, để ta lên lĩnh giáo bản lĩnh cô gái này trước. Nói xong, ông ta lập tức lao về phía cô gái váy trắng. Phá hư cảnh đỉnh cao. Khi ông ta lao về phía cô gái váy trắng, không gian xung quanh cô gái váy trắng và ông ta trở nên hư ảo. Phá hư. Ông lão nhìn cô gái váy trắng, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn, lần này ra tay, ông ta không hề nương tay. Một đòn dùng toàn lực. Nhưng mà, khi ông ta còn cách cô gái váy trắng 10 trượng, hai mắt ông ta đột nhiên trợn lên, ngay sau đó, đầu ông ta lập tức bay ra ngoài, tuy rằng đầu ông ta đã bay đi, nhưng cơ thể ông ta vẫn lao về phía cô gái váy trắng, rất nhanh, cơ thể ông ta ngã xuống cách cô gái váy trắng hơn trượng. Người và đầu không cùng chỗ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây đều sững sờ. Sắc mặt của thánh chủ cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Giết trong chớp mắt. Một cao thủ phá hư cảnh đỉnh phong bị giết trong chớp mắt. Lúc này, võ thánh kia đầu óc trống rỗng. Phá hư cảnh đỉnh cao. Cô gái này chỉ là phá hư cảnh đỉnh cao. Thánh chủ nhìn cô gái váy trắng, đang muốn nói. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên bước một bước lên trước. Một bước là một kiếm. Xoẹt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, phân thân của thánh chủ kia đã bị một sợi kiếm quang xuyên thủng, mà phía sau ông ta, 11 cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao và 36 chủ tế cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay mất rồi. Khi đầu của tất cả bọn họ bay đi, hai mắt đều trợn tròn, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Bị giết trong chớp mắt. Tất cả bọn họ bị giết trong chớp mắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu bọn họ. Thánh chủ kia cũng trợn tròn mắt,
trong mắt tràn ngập vẻ khó tin và sợ hãi. Là sợ hãi. Ông ta muốn nói, nhưng không nói được. Dường như cảm nhận thấy điều gì, thánh chủ đột nhiên quay đầu, ở chỗ sâu trong trời sao xa xôi kia, một cái quan tài đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong quan tài kia, không. Trong tiếng kêu còn lộ ra sự tuyệt vọng. Một kiếm kia thông qua phân thân chém thẳng đến bản thể. Một kiếm chặt đứt tất cả nhân quả sức sống cùng luân hồi của thánh chủ. Trong trời sao, thánh chủ nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, lúc này, trong mắt ông ta là sự sợ hãi. Ông ta rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ông ta không thể nói được. Bởi vì toàn bộ bản thể và thân xác của ông ta đều đã bị hủy. Đây là loại kiếm gì? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Giữa sân, võ thánh kia còn sống. Một kiếm vừa rồi không chém hắn. Giờ phút này, đầu võ thánh trống rỗng. Lúc này, cô gái váy trắng đi đến trước mặt ông ta, nàng ta liếc nhìn võ thánh, đủ không? Nói xong, nàng đã ở bên ngoài cách xa mấy nghìn trượng, mà cổ của võ thánh đột nhiên đứt ra. Trong trời sao, sắc mặt của võ thánh bỗng trở nên dữ tợn, thiên đạo. Thiên đạo, a a a a a. Tiếng kêu tựa như dã thú rít gào, chấn động trời sao. Hạ giới. Bên hồ nước, thiên đạo ngồi lặng im, đúng lúc này, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng ta chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt vô tội, ta chỉ là kiến nghị các ngươi đi đánh nàng, chỉ là đề nghị thôi đó mà. Ta cũng không phải bảo các ngươi thật sự đi đánh nàng, có liên quan gì đến ta vô tội. Võ Thánh. Thiên đạo lắc đầu thở dài, cả đoàn các ngươi bị diệt, ngươi trách ta vô tội quá mà, thật sự là người ngồi trong nhà, tội từ trên trời rơi xuống. Đúng lúc này, không gian xung quanh Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta đã ngồi đây được một khoảng thời gian, Diệp Huyên vẫn chưa thành công. Nàng ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Diệp Huyên bây giờ không thể không có người ở bên. Ngũ hành tuyệt thể cũng không phải công pháp bình thường, đặc biệt bây giờ trong người Diệp Huyên còn hội tụ nhiều loại năng lượng thuộc tính khác nhau như vậy, không cẩn thận một cái, Diệp Huyên có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bởi vậy, nàng ta phải luôn để ý Diệp Huyên. Thời gian dần dần trôi đi, Diệp Huyên từ từ nhíu mày, giống như gặp phải khó khăn gì. Thiên đạo đứng dậy, nhẹ giọng nói, đừng gấp, cứ từ từ, hết thảy có ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đặt chồng hai tay trước ngực, bắt đầu từ từ áp chế những lực lượng hỗn loạn trong cơ thể. Sau khoảng một canh giờ, nước trong hồ bắt đầu sôi trào. Thiên đạo ở bên cạnh thấy thế, nhíu mày, nàng ta ấn nhẹ tay phải, những lực lượng phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyên lập tức tiêu tan. Mà lúc này, cơ thể Diệp Huyên đột nhiên biến thành một ngọn lửa, mà ngay sau đó, ngọn lửa trên người hắn bỗng nhiên biến mất, biến thành một người băng, không bao lâu sau lại biến thành người lôi. Các năng lượng thuộc tính trên người Diệp Huyên không ngừng biến đổi. Sắc mặt của thiên đạo cũng không còn thoải mái nữa. Ngũ hành tuyệt thế này là do nàng ta sáng tạo ra, nhưng chưa có ai từng tu luyện nó, có thể nói, ngũ hành tuyệt thể về mặt lý thuyết đều hợp lý, có thể thực hiện. Nhưng chưa có ai từng thực hành. Bởi vậy, nàng ta cũng có hơi lo lắng. Không biết qua bao lâu, nước xung quanh Diệp Huyên đột nhiên bắt đầu biến mất từng chút một. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, cơ thể Diệp Huyên dần dần rung lên. Giờ phút này, hắn có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, những năng lượng trong cơ thể hắn đang chạy loạn lên. Thiên đạo đột nhiên nói, tịnh khí ngưng thần, đừng đi theo tâm pháp của ta, hãy dựa theo suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp thì làm như thế. Không theo tâm pháp. Diệp Huyên hơi ngớ người. Thiên đạo lại nói, theo như hiện nay, tâm pháp có thể có chỗ thiếu sót, cho nên, cần chính ngươi hoàn thiện. Tâm pháp thiếu sót. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ta có thể mắng người không? Thiên đạo cười hì hì, người mắng đi, ta không tức giận, ta sẽ không trả thù ngươi đâu, thật đấy. Diệp Huyên. Không thể không nói, hắn thật không còn chút cáu kỉnh nào với cô gái này nữa rồi. Diệp Huyên không quan tâm thiên đạo nữa, tĩnh tâm lại,
hắn bắt đầu từ từ tu luyện tâm pháp ngũ hành tuyệt thể. Ngũ hành tuyệt thể. Không thành công thì thành nhân. Bây giờ trong cơ thể hắn có quá nhiều loại năng lượng thuộc tính, nếu như không thể dung hợp những năng lượng thuộc tính này một cách hoàn hảo, những năng lượng có thể sẽ giết chết hắn. Không thể lúc nào cũng để thiên đạo giúp hắn áp chế đi. Bên cạnh, thiên đạo cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, nàng ta đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau một ngày, không khí xung quanh Diệp Huyên đã dần dần yên bình trở lại. Nét mặt của thiên đạo ở bên cạnh cũng dần thả lỏng. Lại một ngày trôi qua, một ngày này, Diệp Huyên ngồi trong nước đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hắn, hai tia sấm sét bỗng nhiên bay ra, cùng lúc đó, xung quanh hắn còn có các loại khí như hỏa diễm, băng lưu, tử khí, đại địa. Tóm lại, rất đa dạng. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hít sâu một hơi, rất nhanh, toàn bộ những năng lượng xung quanh kia đều trở về cơ thể hắn, mà cơ thể hắn run mạnh một trận. Diệp Huyên nhìn về phía thiên đạo chớp chớp mắt, thành công rồi sao? Diệp Huyên bay đến trước mặt thiên đạo, hắn hưng phấn nói, có lẽ vậy. Thiên đạo chỉ vào nơi nào đó của Diệp Huyên, người có phải nên mặc quần áo vào trước đã? Diệp Huyên cười ngại ngùng, sau đó vội vàng cầm quần áo mặc vào, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, giờ phút này, hắn cảm nhận được rất nhiều loại lực lượng khác nhau, loại cảm giác này có hơi kỳ lạ. Thiên đạo chỉ nhẹ tay vào ngực Diệp Huyên, nàng ta chớp mắt, hình như thành công rồi. Hình như. Diệp Huyên cười nói, hẳn là thành công rồi. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, ta đánh ngươi một quyền có được không? Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Mẹ kiếp. Diệp Huyên vội vàng nói, không không, ta tự mình thử. Nói xong, hắn lấy kiếm thiên chu ra chém một nhát lên cơ thể mình, hắn sử dụng toàn lực, nhưng mà, kiếm thiên chu không lưu lại được một vết tích nào trên người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngẩn người, ngay sau đó, hắn lại cứ một nhát lên cổ mình, này một kiếm chém xuống, cổ hắn không có một chút vết tích nào. Diệp Huyên phấn khích. Không có gì cả. Cơ thể hắn bây giờ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với bất diệt kim thân trước đây, có thể nói, bây giờ cho dù là một vị cao thủ phá hư cảnh cũng không làm gì được hắn. Diệp Huyên nhìn cơ thể mình, hắn phá lên cười, sau khi cười một lúc, hắn nhìn về phía thiên đạo, đến đây, người đánh ta một quyền đi. Thiên đạo chớp chớp mắt, ngay sau đó, nàng ta đánh một quyền lên người Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên trong chớp mắt bị đánh bay đi, lần bay này ước chừng đến hàng vạn trượng, mà không gian nơi hắn bay qua đều bị nổ tung, mà lúc này cơ thể hắn cũng bị nứt toác. A! À. Phía chân trời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên nằm dưới đất, máu loang thành mảng trên mặt đất. Lúc này trong đầu hắn trống rỗng không nghĩ gì. Đây chính là ngũ hành tuyệt thể. Lúc này, thiên đạo xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, cười nói, người vẫn ổn chứ? Diệp Huyên nhìn thiên đạo, có phải ta chưa luyện thành không? Thiên đạo lắc đầu, người tu luyện thành công rồi. Diệp Huyên có phần khó hiểu, vậy tại sao ta vẫn thảm như vậy? Ngay cả một quyền của cô cũng không đỡ nổi. Thiên đạo chớp mắt nói, có lẽ ta do ta quá mạnh. Diệp Huyên. Thiên đạo kéo Diệp Huyên đứng dậy, sau đó cười nói, có thể đỡ được một quyền của ta, thật sự không nhiều, ví dụ như, võ thánh lúc trước cũng không đỡ được một quyền của ta. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, cũng có nghĩa là, A-La cũng không phải đối thủ của cô. A-La. Thiên đạo khẽ cười, sau đó nói, so với võ thánh kia thì A-La mạnh hơn chút, nhưng nàng ta bây giờ vẫn chưa đánh được ta, bởi vì ta sống lâu hơn nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc cô mạnh đến thế nào? Thiên đạo chớp mắt, muốn nghe lời thật hay dối. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, nghe nói dối trước đi. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, cao ngạo bế nghễ, chín phương trời mười phương đất, duy ta độc tôn. Mộ niệm niệm ta, thiên hạ vô địch, tuyệt thế vô song. Diệp Huyên đột nhiên nói, dừng dừng, ta muốn nghe lời thật. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, lời thật. Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, chỉ cần ta muốn thì bây giờ vũ trụ có thể biến mất. Diệp Huyên.
Thiên đạo cười nói, đùa với ngươi thôi, ta không lợi hại đến vậy, hơn nữa, ta cũng không thích đánh nhau. Nói rồi, nàng ta khẽ vỗ Diệp Huyên, một quyền vừa nãy là để cho ngươi hiểu, ngũ hành tuyệt thể của ngươi không phải là vô địch, cũng không có công pháp hay thân xác gì là vô địch cả, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, làm người phải biết khiêm tốn, chắc chắn sẽ không sai lầm. Giống như khi cô gái váy trắng vẫn còn, ngươi xem ta khiêm tốn bao nhiêu, ta cũng không hề xuất hiện, cho nên ta sống rất tốt. Diệp Huyên nhìn Thiên đạo, là vì nàng ta nên cô mới không xuất hiện sao? Thiên đạo cười nói, chắc chắn rồi. Nàng ta lợi hại như vậy, lại còn không nói lý, nếu ta xuất hiện, nhớ đâu nàng ta nhìn thấy ta không vui lại chém ta một kiếm, ta chết thì oan uổng lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô cũng không đánh được nàng ấy sao? Thiên đạo gật đầu, không đánh lại, nàng ta quá lợi hại. Tu vi kiếm đạo của nàng ta đã vượt ngoài phạm trù ta hiểu biết, thật ra, nàng ta không chỉ là tu vi kiếm đạo lợi hại, mà hiểu biết về bất cứ sức mạnh nào cũng rất lợi hại. Nói rồi, nàng ta chợt ngừng lại, rồi tiếp tục, nàng ta vì chấp niệm mà tạo thành kiếm, chấp niệm kia của nàng ta đã vượt qua kiếm, có thể nói không phải nàng ta ỷ lại kiếm, mà là kiếm ỷ lại nàng ta, một kiếm tu mà tu luyện đến mức kiếm không rời xa được mình, thậm chí ỷ lại mình. Người nói có lợi hại hay không? Diệp Huyên liếc nhìn Thiên đạo, vẻ mặt có chút kỳ lạ, hình như cô cũng rất kính nể nàng ấy. Thiên đạo khẽ gật đầu, đúng là khá kính nể, nhưng tính khí nàng ta chẳng tốt chút nào, có phần nóng nảy. Ta nói cho người biết, đã mấy lần nàng ta muốn tiêu diệt vũ trụ rồi, người phụ nữ đó ở vũ trụ này là may mắn của vũ trụ này, cũng là bất hạnh của vũ trụ này. Diệp Huyên thấp giọng nói, nếu nàng ấy thật sự muốn tiêu diệt vũ trụ, thì thế nào? Thiên đạo trừng mắt nhìn Diệp Huyên, có thể thế nào? Đánh thì đánh không lại, hết cách rồi. Diệp Huyên nhìn Thiên đạo, cô sẽ vì vũ trụ này mà liều mạng với nàng ấy sao? Thiên đạo lắc đầu, ta sẽ trốn, trốn thật xa. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Chẳng phải cô muốn bảo vệ vũ trụ này sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, đại ca à, bảo vệ vũ trụ này cũng phải xem tình huống chứ, nếu là thượng giới hay tộc âm linh, ta chắc chắn sẽ chơi với bọn họ, bởi vì còn có hy vọng, phần thắng bại cũng được 5 năm. Nhưng, nếu nàng ta muốn tiêu diệt vũ trụ thì đó không còn là 5 năm, mà là 10 không, tình huống như vậy, ta liều mạng cùng nàng ta, ngoài việc dâng đầu người thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Người có thể có dã tâm, nhưng, làm bất kỳ việc gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Đừng làm những chuyện vượt ngoài phạm vi năng lực bản thân, bởi vì làm những việc ngoài năng lực bản thân thì không chỉ hại chết mình, mà còn liên lụy đến người bên cạnh. Diệp Huyên giơ ngón tay cái với Thiên đạo, có rất ít người hắn khâm phục, nhưng không thể không nói, hắn thực sự khâm phục người phụ nữ trước mắt này. Người phụ nữ trước mắt thật sự có chút đáng sợ. Người phụ nữ này quả thực không hề cổ hủ chút nào. Hơn nữa, nội tâm đều dám đối mặt với mọi vấn đề, đánh không được, nàng ta cũng không cảm thấy mất mặt, không đánh được thì ta không gây chuyện với ngươi, đánh được thì ta đánh chết ngươi, nếu ta thắng không nổi mà ngươi còn đánh ta thì ta sẽ chạy. Quan trọng nhất là, hắn không cảm thấy Thiên đạo tỏ ra kiêu ngạo chút nào. Có rất nhiều cao thủ đều có vẻ kiêu ngạo, kể cả tiểu đạo hay A-la đều có, nhưng Thiên đạo lại không có, nàng ta đối mặt với bất kỳ chuyện nào cũng rất bình tĩnh. Giống như nàng nói nàng không đánh được cô gái váy trắng vậy, nàng nói rất bình thản, không hề có cảm giác mất mặt gì cả. Ta không bằng ngươi, nhưng ta không cảm thấy mất mặt. Cao thủ không hề đáng sợ là một cao thủ siêu cấp có một trái tim khiêm tốn. Thời khắc này hắn chợt nghĩ, những chính thần ở hời đại thiên đạo kia bi ai đến nhường nào. Làm kẻ địch với người phụ nữ này, chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Lúc này, Thiên đạo bỗng nói, cường độ thân xác của ngươi bây giờ rất mạnh, có thể nói, cho dù là A-la và tiểu đạo liên thủ cũng không phá được thân xác phòng ngự của ngươi. Đương nhiên, không có nghĩa là bọn họ không đánh được ngươi, bởi vì bây giờ ngươi chỉ có thân xác mạnh, còn về phương diện võ đạo thì vẫn còn kém bọn họ một đoạn ngắn. Nhưng như vậy cũng bình thường, dù sao A-la cũng là cao thủ lâu năm. Trình độ kiếm đạo và kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta cho dù có thả vào lục duy thì chắc chắn cũng là thuộc hàng đỉnh cao. Còn về tiểu đạo, gia thế nàng ta không hề đơn giản, kiến thức uyên bác,
hơn nữa bảo bối lại nhiều, không chừng trên người nàng ta lại có món bảo bối nào có thể phá vỡ được thân xác ngươi. Nhưng mà cũng may, quan hệ giữa hai người họ và ngươi đều rất tốt. Diệp Huyên thấp giọng nói, ra thế tiểu đạo. Thiên đạo gật đầu, lai lịch nàng ta không hề đơn giản, ngươi nghĩ đi, hiện tại thực lực nàng ta chưa bằng hai phần lúc đầu, nếu nàng ta khôi phục hoàn toàn, có thể nói, nếu nàng ta khôi phục hoàn toàn, thì ta cũng chưa chắc đánh được nàng ta. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó, thấp giọng thở dài, vốn dĩ nàng ta có hy vọng khôi phục hoàn toàn, rời khỏi nơi này, đáng tiếc, ban đầu nàng ta có chút kiêu ngạo, không coi trọng ai cả. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi gặp được nàng ta năm đó, nàng ta cũng sẽ không thèm liếc nhìn ngươi đâu, nàng ta cũng bị thiệt hại nặng, biết được nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, lúc này mới thay đổi tính cách bản thân, nếu không người phụ nữ này còn kiêu ngạo đến trời. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, là bởi vì nhóc màu trắng kia sao? Thiên đạo gật đầu, ban đầu nàng ta vừa gặp nhóc màu trắng kia thì đã mừng rỡ như điên, vì nhóc màu trắng kia có thể trị thương cho nàng ta, hơn nữa, cũng chỉ có nhóc con đó có thể chữa khỏi hoàn toàn thương thế trên người nàng ta. Lúc đó, nàng ta trực tiếp ra tay cướp lấy, sau đó nàng ta bị đánh. Bị đánh? Diệp Huyên. Thiên đạo liếc nhìn xung quanh. Chắc chắn không có người rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, ban đầu nàng ta bị đánh đến thê thảm. Người đừng nói là ta nói đấy, người phụ nữ này khá nhỏ mọn. Diệp Huyên. Đột nhiên thiên đạo thấp giọng thở dài, không thể không nói, người đàn ông kiếm tu áo xanh kia thật sự lợi hại, cũng may có hắn, nếu không ban đầu tộc âm linh kia đã sớm đánh đến rồi. Diệp Huyên chợt hỏi, người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng thì ai lợi hại hơn? Vấn đề này, hắn vẫn luôn muốn hỏi. Thiên đạo im lặng một lúc, sau đó nói, hai người tính khí đều chẳng tốt lành gì, ta cảm thấy, ai càng tức giận hơn thì càng lợi hại hơn chút. Diệp Huyên. Thiên đạo khẽ cười rồi nói, khôn nói về bọn họ nữa. Đi, ta dẫn người đi lấy kiếm thiên đạo. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên vội đuổi theo. Kiếm thiên đạo. Thượng giới. Nơi nào đó ngoài tinh không, nơi đó vốn có ba chiếc quan tài, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai mà thôi. Phía trước quan tài này còn có một vài người thần bí, không nhiều, chỉ có mười mấy người, bọn họ yên tĩnh đứng đó, tựa như đang chờ đợi điều gì. Ngay lúc này, bên phải quan tài đột nhiên chuyển động, ngay sau đó, quan tài bỗng mở ra, linh khí dày đặc từ bên trong bay ra, tiếp đó là một người đàn ông bước ra. Nhìn thấy người đàn ông này, những người thần bí trong sân đều khẽ hành lễ, bá kiến điện chủ. Điện chủ. Võ Thương Hành, từng là điện chủ võ điện Liên Hiệp Điện Lục Suy. Cái tên này đã từng khiến vô số người khiếp sợ khi nghe thấy ở Lục Suy. Võ Thương Hành nhìn quan tài bên phải, trầm mặc một lúc, sau đó ông ta nhìn ông lão áo đen trước mặt, đều chết cả rồi. Ông lão áo đen gật đầu, mấy người thánh chủ đều bị tiêu diệt toàn bộ. Võ Thương Hành chậm chậm nhắm hai mắt, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực người phụ nữ đó, người này ít nhất cũng là quy nguyên phá giới đỉnh cao, thậm chí có thể đã đạt được bán bộ độn nhất. Bán bộ độn nhất. Nghe vậy, mọi người trong sân đều thay đổi sắc mặt. Kiểu cao thủ siêu cấp thực lực như vậy, không phải là chuyện đùa. Võ Thương Hành chợt nói, nàng ta đã rời khỏi thế giới này. Ông lão áo đen gật đầu, đã rời đi rồi. Nghe vậy, tay phải Võ Thương Hành đang siết chặt dần buông lỏng. Đối phương có thể thông qua phân thân thánh chủ mà chém thẳng vào bản thể thánh chủ, thực lực này không phải Võ Thương Hành ông ta có thể ngăn chặn được. Võ Thương Hành ngẩng đầu nhìn sâu thẳm nơi tinh không, trong lòng ông ta có chút ngờ vực, tại sao hạ giới này lại có người mạnh đến vậy? Mạnh như vậy có chút không bình thường. Trầm mặc một lúc lâu, Võ Thương Hành đột nhiên nói, ta đến tộc âm linh một chuyến, trong lúc đó, các ngươi cứ ở đây, đợi mệnh lệnh ta. Nói xong, ông ta quay người biến mất nơi sâu thẳm tinh không. Thượng giới hiện tại đã không còn năng lực đối phó hạ giới nữa, bởi vì thượng giới đã bị tổn thất quá nghiêm trọng. 12 cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao. Cộng thêm 36 chủ tế cảnh đỉnh cao, tổn thất này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ bọn họ muốn đoạt lấy thư phòng, thì chỉ có mượn sức,
tìm tộc âm linh hợp tác. Hơn nữa, nhất định phải tìm tộc âm linh hợp tác. Bởi vì, hạ giới không thể cứ ngồi không chờ chết, nếu người của hạ giới phản công. Cho dù là thiên đạo hay là tiểu đạo, hoặc A-la, thì bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Nhất là thiên đạo. Lần này có thể nói thượng giới bị nàng ta hại thảm rồi. Người phụ nữ này, quá ác độc. Thiên đạo đưa Diệp Huyên đến trong tinh không, hai người chậm rãi đi tới. Diệp Huyên chợt nói, thiên đạo cô nương, cô tên Mộ Niệm Niệm. Thiên đạo gật đầu, đây là tên tự ta lấy, nghe hay chứ? Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao lại lấy cái tên này? Thiên đạo cười nói, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp, không quên sơ tâm. Diệp Huyên trầm mặc. Thiên đạo cười nói, thế nhưng, ta vẫn hy vọng các ngươi gọi ta là thiên đạo. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thiên đạo khẽ cười, dùng ngôn ngữ của loài người mà nói thì niệm niệm là biệt danh, tên thân mật, chỉ có người gần gũi nhất mới có thể gọi. Diệp Huyên hỏi, cô có người thân sao? Thiên đạo gật đầu, có, cũng chẳng ít đâu. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, đang ở đâu vậy? Thiên đạo cười nói, lát nữa dẫn người đi gặp. Diệp Huyên gật đầu, được. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thiên đạo dừng lại. Trước mặt nàng ta và Diệp Huyên là một tinh cầu tĩnh mịch, tinh cầu đó không có bất kỳ sinh mạng nào, đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm rồi. Thiên đạo cười nói, ở nơi này đã từng có loài người, rất mạnh, sau đó bản thân bọn họ đã đánh mất tinh cầu này. Diệp Huyên. Thiên đạo khẽ nói, sau khi tỉnh lại, ta đã nhốt bọn họ ở đây, để bọn tàn sát lẫn nhau, không phải bọn họ thích đánh sao. Ta để bọn họ chém giết cho thỏa mãn. Ta nói với bọn họ, chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Bọn họ không phục, muốn liên thủ chống lại ta, đúng, lúc đó bọn họ thét gào gì mà thiên đạo bất nhân, muốn nghịch thiên, cái danh nghịch thiên này dường như là từ đám người này hô ra đầu tiên. Diệp Huyên hỏi, sau đó thì sao? Thiên đạo chớp mắt, sau đó cười nói, ta chém một kiếm xuống, toàn bộ đều chết hết. Ha ha! Diệp Huyên! Thiên đạo nhìn tinh cầu tĩnh mịch kia, cười nói, ta giết chết bọn họ, nhưng ta giữ lại linh hồn của bọn họ, sau đó trấn áp toàn bộ ở tinh cầu này, ta cảm thấy giết sạch bọn họ như vậy thì quá thoải mái với bọn họ rồi. Bọn họ nên trả giá đắt cho hành động của mình, cho nên ta trấn giữ linh hồn bọn họ ở tinh cầu này, để bọn họ làm bạn với tinh cầu bị hủy diệt này. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên cười nói, có thấy ta tàn nhẫn không? Diệp Huyên nhìn thiên đạo, cô rất để ý suy nghĩ của ta sao? Thiên đạo khẽ cười, chỉ hỏi thôi. Nói rồi nàng ta mở lòng bàn tay, nào. Vừa dứt lời. Bù. Một tiếng kiếm đột nhiên vang lên từ tinh cầu tĩnh mịch kia. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang bất chợt xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyên. Kiếm quang đó tựa như một ngôi sao băng lướt qua tinh không, cuối cùng chậm chậm rơi vào trong tay thiên đạo. Kiếm quang biến mất, một thanh kiếm lơ lửng trong tay thiên đạo. Thanh kiếm dài khoảng chừng 3 tấc, rộng khoảng 2 ngón tay, kiếm quang bóng loáng như gương, tựa như được tạo thành từ ngọc thạch, mặt sau kiếm có một chữ thiên, mà ở mặt trước lại có một chữ đạo. Kiếm thiên đạo. Thiên đạo đưa kiếm cho Diệp Huyên, tặng cho ngươi. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, cho không ta sao? Thiên đạo cười nói, không thì sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao? Thiên đạo đưa kiếm thiên đạo vào trong tay Diệp Huyên, cười nói, bởi vì ta đang tính kế ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy ngại, mọi thứ ta làm đều có mục đích cả, kể cả dạy ngươi ngũ hành tuyệt thể, giúp ngươi tu luyện, tặng ngươi kiếm, những chuyện này đều có mục đích. Có mục đích? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, người phụ nữ này. Lúc này, trong lòng hắn có chút phức tạp. Thiên đạo nhìn kiếm thiên đạo. Sau đó nói, kiếm này sở dĩ gọi là kiếm thiên đạo là bởi vì bên trong có pháp tắc do ta đặt ra, cũng chính là pháp tắc thiên đạo, có thể nói như vậy. Ở vũ trụ này, mà ngươi có được kiếm này thì có thể phá vỡ tất thảy pháp tắc, ở bất kỳ pháp tắc nào ở thế giới này cũng đều vô hiệu với ngươi, ngoài ra, ngươi còn có thể dùng kiếm này để chữa trị. Nói đơn giản thì có được thanh kiếm này, ngươi nói ngươi là thiên đạo cũng được. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, như vậy sợ không ổn lắm. Thiên đạo cười nói, có thể,
Lực sát thương của kiếm này thật ra cũng là như vậy, nhưng một vài năng lực đặc biệt của nó thì kiếm thiên chu và kiếm chấn hồn của ngươi không có. Nói đơn giản chính là, người có kiếm này thì có thể hô hoán sức mạnh đất trời, vùng vũ trụ này sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng sức mạnh của trời đất này tốt nhất không nên dùng bậy, bởi vì sẽ khiến trời đất này tổn thất không kém. Ngoài ra, như ta đã nói, ở đây có pháp tắc thiên đạo, nhưng không phải chỉ có một hai loại, mà vô số loại. Lợi ích từ nó, sau này ngươi sẽ lĩnh hội dần dần. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, hắn nhận lấy kiếm thiên đạo, sau đó nói, đa tạ. Thiên đạo cười nói, không cần đa tạ, ta đưa ngươi đến nơi cuối cùng. Nói rồi nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên vội đi theo. Trên đường, Diệp Huyên chợt nói, ngoài loài người, cô còn trấn áp tộc khác không? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều, thật ra, cho dù có là gì đều có chỗ tốt chỗ xấu, cho dù là loài người thì vẫn có rất nhiều người tốt. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, biết tại sao ta đọc nhiều sách như vậy không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, học hỏi. Thiên đạo cười nói, đây là một phần nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ràng buộc. Diệp Huyên nhíu mày, khó hiểu. Thiên đạo khẽ cười, giải thích, nói đơn giản, thực lực càng mạnh thì có thể hắn càng tự cao, khinh thường, rất nhiều người có thực lực vô cùng mạnh, rất xem thường sinh mạng, không tôn trọng sinh mệnh, giống như những người lúc trước kia, bọn họ ích kỷ vì mình, không màng đến sống chết của sinh linh tinh cầu này, cố chấp phá hủy tinh cầu này. Nói rồi nàng ta chợt dừng lại, sau đó lại nói, ta cần phải ràng buộc bản thân, bởi vì ta rất mạnh. Nếu ta không kiểm soát bản thân tốt, nói thật nhé, khi ấy loài người các ngươi đã bị ta diệt từ lâu rồi. Không chỉ loài người các ngươi, mà vạn vật vạn linh đều sẽ rất thảm, bởi vì ta rất mạnh, ha ha. Diệp Huyên nói thiên đạo, cô đọc sách là vì ràng buộc bản thân. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, ngoài ra ta còn cần phải thức tỉnh mọi lúc, bởi vì ta là thiên đạo của vũ trụ này, một quyết định ngu ngốc của ta cũng sẽ đánh đổi bằng sinh mạng của vô số sinh linh. Nói xong. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi hẳn là biết ngũ duy kiếp, vậy ngươi có biết tại sao rất nhiều thế lực lại sống sót sau ngũ duy kiếp không? Diệp Huyên nhìn thiên đạo chằm chằm, nguyên nhân là nhờ cô. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, nói cho ngươi một biết, A-la là do ta cứu, là ta đưa nàng ta đến trong dị thú kinh, tránh được ngũ duy kiếp. Đương nhiên, bản thân nàng ta cũng mạnh, ta chỉ là giúp đỡ một chút. Còn có... kỳ nhân tạo ra dị thú kinh kia chính là ta, ha ha. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên kinh ngạc cô. Thiên đạo chớp mắt, bất ngờ sao? Ha ha, là ta tạo ra dị thú kinh, sau đó để những dị thú kia trong dị thú kinh, để bọn chúng tránh được một kiếp. Diệp Huyên nhìn thiên đạo chằm chằm, không nói gì. Thiên đạo vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, ta rất thích một câu mà ngươi đã từng nói với đệ cửu, người nên giết chắc chắn phải giết. Người không đáng giết thì không nên giết. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt phiền muộn, ta rất thích vùng vũ trụ này, bởi vì ta tồn tại vì vũ trụ này, có thể nói vũ trụ này chính là cha mẹ của ta, là chúng nó nuôi dưỡng ta, không chỉ ta, toàn bộ sinh linh vũ trụ này có lẽ đều tôn kính và biết ơn vũ trụ này. Nói thật, ta rất muốn bảo vệ vùng vũ trụ này, muốn bảo vệ nó, nhưng, phá hư thì dễ nhưng tạo ra thì rất khó. Nói đến, nàng ta lắc đầu, có rất nhiều vấn đề mà không phải thực lực mạnh là có thể giải quyết được, vũ trụ rất đơn giản, nhưng vạn vật sinh linh sống ở đây thì rất phức tạp, nhất là loài người là phức tạp nhất, thứ nhân tính này, ta đã tìm tòi cả đời cũng không ra được kết quả. Nhân tính. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ được, thiên đạo này lại nghiên cứu cả nhân tính. Lúc này, thiên đạo chợt cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất nơi xa. Trong tinh không, Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi đi theo. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thiên đạo đưa Diệp Huyên đến trước một thôn nhỏ, thôn không quá lớn hơn nữa còn có chút thô sơ. Diệp Huyên nhìn trước thôn đó, có ba chữ lớn, thôn thiên đạo. Diệp Huyên nhìn thiên đạo cười nói, ta viết đấy, ha ha. Diệp Huyên đang định nói gì thì ngay lúc này. Một cậu nhóc đột nhiên chạy ra, cậu bé khoảng chừng 3, 4 tuổi, Mông Lộ Thiên, cậu nhóc chạy nhanh đến trước mặt thiên đạo ôm cậu nhóc lên,
sau đó khẽ hôn lên đôi má phúng phính của cậu nhóc, Tiểu Mộc, nhớ ta không? Cậu nhóc đáp giòn giã nói, nhớ. Thiên Đạo cười ha ha, sau đó ôm cậu nhóc đi vào trong thôn. Diệp Huyên đi qua, sau khi đi vào thôn, Diệp Huyên phát hiện một vài người, những người này đều là người bình thường, không có ai tu luyện, khi bọn họ nhìn thấy Thiên Đạo đều chào hỏi nàng ta, rõ ràng bọn họ rất quen thuộc với Thiên Đạo. Lúc này, một nông phụ chợt cười nói với Thiên Đạo, Tiểu Niệm, tên nhóc bên cạnh cô là ai vậy? Thiên Đạo cười, đang định nói thì nông phụ lại cười nói, không phải là người đàn ông của cô chứ? Diệp Huyên. Nghe thấy lời của nông phụ, rất nhiều người trong sân đều nhìn Diệp Huyên, mọi người ta một lời ngươi một câu. Thiên Đạo liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, thím ma, eo đã đỡ hơn chưa? Nông phụ đó khẽ vỗ vào eo thô của mình, cười nói, đã khỏe hẳn rồi. Thiên Đạo cười rồi ôm cậu nhóc đi về phía xa. Diệp Huyên đi qua theo, lúc này, thím ma đột nhiên chạy đến bên cạnh Thiên Đạo, bà ấy kéo tay Thiên Đạo, ánh mắt nhìn Diệp Huyên, Tiểu Niệm, ta nói với cô, tìm đàn ông không thể thể chỉ nhìn bề ngoài, cậu chàng bên cạnh cô nhìn gọn gàng sạch sẽ, nhưng kiểu này trông vô tích sự lắm, công phu trên giường không được đâu, ta nói với cô, tìm đàn ông phải tìm kiểu thực mạnh mẽ, mềm yếu là không được. Thiên Đạo liếc nhìn chỗ nào đó của Diệp Huyên, sau đó nói, thím nói chỗ kia sao? Thím ma trừng mắt nhìn Thiên Đạo, chắc chắn là chỗ đó đấy. Nếu không cô tưởng là ở đầu sao? Đầu to cứng không có tác dụng gì, phải đầu nhỏ mà cứng mới được. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của thím ma, Thiên Đạo che miệng khẽ cười. Diệp Huyên liếc nhìn thím ma, đang định nói chuyện, đột nhiên ma thẩm lại nói, Tiểu Niệm, đứa cháu cả kia của ta cũng không tệ, dáng khôi ngô, làm được việc, chịu được khổ, hơn nữa, đối xử ôn hòa với mọi người, nếu cô đi theo nó, ngày tháng sau này không sợ cô đơn. Thiên Đạo tròn mắt, cười nói, để ta suy nghĩ. Thím ma do dự một chốc, sau đó gật đầu, được, vậy cô cứ từ từ suy nghĩ. Thiên Đạo mỉm cười. Sau đó đặt bé trai đang ôm trong ngực xuống, nàng ta xoa đầu của nó, đi chơi đi. Bé trai ngẩng đầu, chỉ vào gò má của mình, thơm thơm. Thiên Đạo cười lớn, sau đó cúi người hôn bé trai một cái, nó mới vui mừng rời đi. Thiên Đạo dẫn Diệp Huyên đi về phía xa, lúc đó thím ma liếc nhìn Diệp Huyên đầy vẻ khiêu khích. Diệp Huyên mỉm cười, nói ta rất cứng đấy. Nhận được sự khiêu khích. Thím ma bỗng nhiên vỗ ngực, ánh mắt tràn đầy khinh thường, tên nhóc kia, ngươi có muốn thử không? Để bà đây xem ngươi cứng đến mức nào. Diệp Huyên. Phía xa kia, Diệp Huyên chạy trối chết. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ. Thiên Đạo chợt cười nói, thím ma rất lợi hại, trong thôn không ai có thể cãi lại bà ấy. Diệp Huyên gật đầu, thật sự rất lợi hại. Thiên Đạo khẽ nói, ta người nơi này. Mặc dù rất nhiều người hơi ích kỷ nhưng không có tính cách tàn ác. Đương nhiên, chuyện này đôi phần cũng liên quan đến thực lực của bọn họ, bởi vì thực lực không cho phép bọn họ có loại ác niệm kia. Có điều, ta cũng phát hiện ra, nếu như có đủ lợi ích hoặc dụ dỗ, những người thành thật đó sẽ trở thành kẻ ác. Nói rồi, nàng ta nhìn vào Diệp Huyên, nơi này làm ta hiểu ra một chuyện. Đó là chẳng có một ai có bản tính xấu xa cả, thường thì người ta biến thành thứ xấu xa. Đều có nguyên nhân của nó. Đương nhiên cũng có người là kẻ xấu xa đơn thuần là vì dã tâm và giấc mộng hão huyền. Diệp Huyên nhìn về Thiên Đạo cô nương, suốt đoạn đường, ta cảm thấy hình cô đang dạy ta cái gì đó. Thiên Đạo lắc đầu, không có, ta chỉ nói chuyện, giải bày với ngươi mà thôi. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Thiên Đạo chợt mỉm cười, đến rồi. Diệp Huyên nhìn về phía trước mặt của Thiên Đạo. Lúc này bọn họ đang đứng trước một gian phòng trúc. Thiên Đạo cười, đây là nhà của ta. Có nhiều lúc, ta sẽ đến đây ngồi một lát. Nói xong, nàng ta mở cửa phòng ra rồi tiến vào. Diệp Huyên cũng theo vào, Diệp Huyên phẩy phẩy trước mặt, trong phòng trúc toàn bộ đều là sách cổ. Hơn nữa còn giống y tạc nhã cư kia. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, nàng ta khẽ cười, không phải ngươi muốn đọc sách sao? Đọc đi. Nói rồi, nàng ta chỉ những quyển sách cổ nằm trước mặt, thích xem gì thì xem. Diệp Huyên gật đầu,
Hắn không khách khí nữa, trực tiếp đi đến trước tủ sách cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc. Những quyển sách cổ này mặc dù không phải thần kỹ hay tâm pháp gì, nhưng với Diệp Huyên mà nói, nó còn chân quý hơn nhiều so với thần kỹ tâm pháp. Những quyển sách cổ này phỏng chừng đều do thiên đạo tập hợp và biên soạn, bên trong ngoài việc tỉ mỉ giới thiệu các loại sức mạnh, còn có cả lịch sử của vũ trụ ngũ duy. Đặc biệt là quyển sách cổ mà hắn đang đọc này, tên của nó là Cổ Sử. Quyển cổ sử này ghi chép hết dòng chảy lịch sử từ lúc vũ trụ mới bắt đầu đến bây giờ. Những chuyện lớn gì đã từng xảy vào lúc đó, đều được ghi chép cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ ngũ duy bỗng trở nên rõ ràng hơn trong đầu của Diệp Huyên. Thông qua quyển lịch sử cổ xưa này, Diệp Huyên phát hiện, vũ trụ ngũ duy tổng cộng phân thành 4 thời đại. Thời đại đầu tiên chính là thời đại hỗn độn. Lúc đó vũ trụ ngũ duy mới vừa xuất hiện, chỉ có một mảnh hỗn độn, không có bất cứ sinh linh nào. Sau thời đại hỗn độn, chính là thời đại thiên đạo cũng xuất hiện ở thời đại này, thời đại thiên đạo, vùng vũ trụ này xuất hiện vô số sinh linh, trong đó bao gồm nhân loại. Mà ở thời đại thiên đạo, có một nhóm nhân loại kiệt xuất, trong đó có nhân vương. Nhân vương thuộc về thời đại thiên đạo, vào lúc này, nhân loại cực kỳ nhỏ bé. So sánh với các tộc cường đại khác, thì nhân tộc chẳng có một chút ưu thế nào, cũng chính vào lúc nào, nhân tộc lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Cũng chính vào lúc này, nhân loại xuất hiện nền văn minh, đồng thời, nhận được truyền thừa của cường giả bảo vệ nhân loại lúc bấy giờ. Có điều, ngũ duy kiếp đến, nền văn minh của nhân loại suýt chút nữa đã biến mất. Vì sao không biến mất? Bởi vì thiên đạo âm thầm bảo vệ nền văn minh của nhân loại. Trong sách không đề cập đến, bên trên đều do Diệp Huyên đoán, vì trong sách có miêu tả về ngũ duy kiếp, dưới ngũ duy kiếp, vạn vật đều bị vùi lấp. Nhân loại lúc đó vốn chẳng thể ngăn được ngũ duy kiếp. Cả ngũ duy, chỉ có thiên đạo mới có năng lực cứu người dưới ngũ duy kiếp. Ở thời đại thiên đạo, không thể bỏ qua những người này, đó chính là những chính thần, cũng chính là nhóm người thái nhất. Có điều... trong lịch sử cổ đại rất ít nhắc đến chuyện của bọn họ. Sau thời đại thiên đạo chính là thời đại thần ma là thời đại tổ tiên của A Mục. Lúc đó, cường giả xuất hiện vô số, những người này cực kỳ cường đại đến mức tự phong thần cho bản thân. Trước kia, tinh cầu bị kiếm thiên đạo trấn áp, người bên trên cũng thuộc vào thời đại thần ma, vào lúc đó, rất nhiều người hô hào khẩu hiệu thiên đạo bất nhân, chống lại mệnh trời. Vì người của thời đại đó đều cho rằng ngũ duy kiếp do thiên đạo tạo ra. Kết cục toàn bộ cường giả của thời đại thần ma gần như bị tiêu diệt. Nhưng nền văn minh của nhân tộc vẫn được truyền thừa xuống như cũ. Sau thời đại thần ma, chính là thời kỳ cổ đại, chẳng qua, lúc này linh khí của vũ trụ ngũ duy không bằng trước kia nữa, từ đó, cả thời kỳ cổ đại chẳng hề xuất hiện lấy một cường giả cực kỳ kiệt xuất nào. Sau thời kỳ cổ đại chính là thời đại Hàn Võ Kỷ, thời đại này xuất hiện rất nhiều người khiến thiên đạo phải chú ý. A-la. Đối với A-la, thiên đạo còn phải đánh giá một câu, thân thể phàm nhân, xưa nay chưa từng có. Cả thời đại Hàn Võ Kỷ, chỉ có A-la được ghi vào sử sách. Về phần thời đại Bạch Ác sau này, cũng chính là thời đại dị thú, thời đại này hoàn toàn không có siêu cấp cường giả nào. Nếu như không có thiên đạo ra tay, thời đại này cũng sẽ bị ngũ duy kiếp xóa sổ. Sau thời kỳ cổ đại, chính là hiện đại. Bây giờ là hiện đại, xuất hiện một kỳ nhân, đó chính là tiên tri. Có điều, theo cách nhìn của thiên đạo, tiên tri là kẻ ngoại lai, như cô gái váy trắng, đều là kẻ ngoại lai. Còn đối cô gái váy trắng, thiên đạo định nghĩa bằng hai chữ, nguy hiểm. Chỉ có hai chữ. Đối với người đàn ông áo xanh, nàng ta định nghĩa là, may mắn của ngũ duy. Năm ấy, nhờ một kiếm của người đàn ông, hàng trăm triệu âm linh không dám tiến vào một bước. Rất nhanh, Diệp Huyên lật đến trang cuối cùng, lúc nhìn thấy trang cuối, hắn ngẩn người. Trang cuối chỉ có viết hai chữ, Diệp Huyên. Hắn ư. Diệp Huyên sững người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thiên đạo đã không còn ở đây nữa. Diệp Huyên bước ra khỏi gian phòng trúc đã thấy thiên đạo đang ngồi trên mỏm đá nhỏ cách phòng trúc rất xa, trong tay nàng ta nâng một cái bát lớn,
trong bát là cơm trắng và vài cọng rau thập cẩm trộn với nhau. Nàng ta ăn rất ngon lành, khóe miệng dính đầy dầu mỡ và vụn cơm, làm mất hết hình tượng. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Thiên Đạo liếc nhìn nàng ta. Thiên Đạo, ăn không? Thím Ma làm cho ta đấy. Diệp Huyên cười nói, có thể là bà ấy muốn xê cô sáu gả cho cháu của bà ấy. Thiên Đạo bật cười, thật ra cháu của bà ấy không tệ, chẳng qua quá thành thật, đến mức không thể lấy vợ được. Diệp Huyên có chút không hiểu, thành thật thì không lấy vợ được sao? Thiên Đạo lắc đầu thở dài, nàng ta đưa vụn cơm vào trong miệng, sau đó nói, người thành thật mà lấy vợ ư? Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu. Khoan hãy nói, ta đã từng nghiên cứu, ta cho ngươi biết, nhân loại các ngươi rất nhiều người phụ nữ rất kỳ lạ, vì sao vậy? Bởi vì ta phát hiện, rất nhiều phụ nữ đều thích đàn ông hư hỏng. Trong thế tục, nhưng tên đàn ông hư hỏng kia luôn luôn có nhiều phụ nữ hơn. Ngược lại, người biết thân biết phận, sẽ không có duyên với phụ nữ. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ bởi vì thành thật. Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, có điều, có hiện tượng kỳ lạ hơn, đó chính là những nữ nhân sau khi bị tổn thương, các nàng sẽ gả cho một người thành thật. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nói thật thì, đỉnh đầu của đa số người thành thật đều có chiếc sừng, hì hì. Diệp Huyên. Chính vào lúc này, Thiên Đạo lại nói, đương nhiên, không phải phụ nữ nào cũng đều thực tế như vậy. Có một vài người nhìn vẻ ngoài thì thành thật, nhưng nội tâm lại rất gian manh. Sở dĩ bọn họ thành thật, là vì không có năng lực. Ban đầu ta tỉ mỉ quan sát hai người được cho là thật thà chân chất, sau khi bọn họ lên như diều gặp gió, bọn họ còn buông thả hơn những người đàn ông đa tình. Sự thật chứng minh, đàn ông hư hay không hư thì luôn luôn có liên quan thực lực. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối, có rất nhiều đôi nam nữ vẫn rất tốt, chẳng qua. Bọn họ nếu như gặp sai người sai thời điểm, vậy sẽ rất bi thảm. Thứ như vận mệnh này rất khó đoán. Diệp Huyên khàn giọng nói, vận mệnh rốt cuộc là cái gì? Thiên Đạo lùa mạnh cơm vào miệng, sau đó nói, vận mệnh này là thứ rất ảo diệu, không thể nói rõ ràng chỉ với hai ba câu. Có điều, ta cho rằng, bất cứ người nào đều có cơ hội thay đổi vận mệnh, người nỗ lực phấn đấu, làm gì đi nữa cũng không thể nào kém cỏi. Cứ nói về chuyện nam nữ xem, trong thế gian, nếu nam nhân có tiền, hắn sẽ có duyên với bất kỳ người phụ nữ nào. Ở thế giới võ giả của chúng ta cũng như thế, người có thực lực, thì phụ nữ không thiếu. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, trước kia cô đều đã từng nghiên cứu chuyện này à? Thiên Đạo cười nói, ta thích nghiên cứu rất nhiều thứ, cảm thấy nó rất thú vị. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, sau đó nói, ta là người thành thật sao? Thiên Đạo trừng mắt, ngươi nghĩ ngươi là người thành thật sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ta không tính là vậy sao? Ta có hư hỏng gì đâu? Thiên Đạo cười nói, chỉ cần đàn ông đa tình đều sẽ có một chất riêng, ngươi biết là cái gì không? Diệp Huyên hỏi, là gì? Thiên Đạo nói, da mặt dày, mà lợi hại hơn nữa, chính là kiểu không cần thể diện. Da mặt Diệp Huyên ngươi còn dày hơn cả vách ngăn của vũ trụ này, không đúng. Ngươi hoàn toàn không cần mặt mũi. Diệp Huyên. Thiên Đạo đặt bát cơm xuống trước mặt, sau đó đứng lên bước đến trước mặt của Diệp Huyên, đến tìm ta có việc gì. Diệp Huyên đưa quyển cổ sử đến trước mặt, sao trang cuối cùng chỉ có tên của ta, thế là thế nào? Thiên Đạo cười, ý là chuyện tiếp theo, ngươi tự mình viết đi. Diệp Huyên cau mày, có ý gì? Cô không viết sao? Thiên Đạo trừng mắt. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, khóe miệng nhếch lên độ cong mê người, ta cho ngươi biết, ta muốn tính kế ngươi, sợ chưa hả? Ha ha! Diệp Huyên! Nhìn cô gái trước mắt, trong lòng Diệp Huyên rối rắm. Người này, hắn nhìn không thấu. Cô gái này đã giúp hắn rất nhiều, nhưng lại nói với hắn rằng, nàng ta có mục đích. Đương nhiên, chắc chắn hắn cũng biết là có mục đích. Sao đối phương có thể vô duyên vô cớ giúp hắn được? Chắc không thể nào chỉ bởi vì hắn đẹp trai. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi chú tâm đọc sách đi. Diệp Huyên nhíu mày, không còn nhiều thời gian, có ý gì? Thiên Đạo nhìn hắn, ngươi nói xem.
Diệp Huyên trầm giọng nói, thượng giới. Thiên đạo cười nói, ta chỉ hoãn cho người một chút thời gian, có điều, cũng chỉ một chút mà thôi. Mà đổi lại, ta sẽ để cho bọn họ làm một vài chuyện mà vốn dĩ bọn họ không muốn làm, tiếp theo mới thật sự là mưa to gió lớn. Nói rồi, nàng ta đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Diệp Huyên, ba ngày sau, ngươi nhớ rời khỏi đây đi. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, ngươi thì sao? Thiên đạo cười nói, ta cũng cần phải rời khỏi, có điều, ta và ngươi đi đến nơi khác nhau, việc phải làm cũng khác nhau. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi không rời khỏi ngũ duy chứ? Thiên đạo lắc đầu, ta đã ở đây với ngươi quá lâu, ngươi nên biết, bản thân ta cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm. Những thứ khác đừng hỏi nữa, chuyên tâm đọc sách đi. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người đi vào trong phòng trúc. Đọc sách. Ba ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi nhã gian, thiên đạo lại chẳng hề có mặt bên ngoài. Diệp Huyên đi ra bên ngoài, lúc này là sáng sớm, trong thôn, khói bếp lượn lờ, nhiều thôn dân đang bắt đầu bận rộn. Ở cổng thôn, Diệp Huyên nhìn thấy thiên đạo. Thiên đạo đang ngồi trên tảng đá, hai tay chồng lên đầu gối của mình, đôi mắt khép hờ, dường như đang tu luyện. Diệp Huyên bước đến bên cạnh thiên đạo, không quấy rầy nàng ta. Khoảng chừng một canh giờ sau, thiên đạo mới mở ra, nàng ta nhìn thấy Diệp Huyên, cười nói. Vốn nghĩ cứ thế mà đi, nhưng, suy đi tính lại, vẫn phải nói lời từ biệt. Diệp Huyên nhìn thiên đạo, còn gặp lại chứ, đúng không? Thiên đạo nhếch môi, chẳng biết nữa, bởi vì ta không chắc chắn ngươi có thể tiếp tục sống tiếp hay không. Diệp Huyên trầm mặc chốc lát, sau đó thi lễ, cảm ơn cô đã giúp ta nhiều như vậy. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, cười, ta đang tính kế ngươi đấy. Diệp Huyên cười nói, có lẽ vậy, có điều, ta vẫn phải cảm ta ngươi đã giúp đỡ ta. Có thể sau này chúng ta sẽ trở thành địch nhân, nhưng tại giờ khắc này, ta chân thành cảm tạ người đã giúp đỡ ta trong thời gian qua. Thiên đạo cười, chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên cứ thế nhìn thiên đạo rời đi, chính tại lúc này, thiên đạo bỗng quay đầu, cười nói, nhớ rằng, sau này nhớ đến nhiều nơi thăm thú. Sách trong phòng ta để lại cho ngươi, lúc rảnh rỗi, đến đây đọc nhiều một chút. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ. Thiên đạo vẫy tay, thoáng cái, nàng ta biến mất không thấy bóng dáng. Đi rồi. Nơi này, Diệp Huyên lầm vào trầm mặc. Không thể không nói, tiếp xúc với thiên đạo mấy ngày nay, hắn thu được rất nhiều lợi ích. Đây là một cô gái vô cùng mạnh. Trầm mặc chốc lát. Diệp Huyên rời đi. Trong thiên không, thiên đạo từ từ bước ra, nàng ta nhìn rất vui vẻ, nhún nhảy, tựa như một đứa trẻ. Đúng lúc này, không gian trước mặt nàng ta đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên tóc xõa vai, tay cầm một chiếc quạt màu đen. Người đàn ông trung niên ôm quyền với thiên đạo các hạ. Thiên đạo nhìn người đàn ông trung niên cười nói, người đến từ Lục Duy. Người đàn ông trung niên gật đầu, Lục Duy Việt Bạch Điện Sứ của Liên Hiệp Điện Võ Điện. Thiên đạo cười nói, người cũng đến vì thư phòng. Người đàn ông trung niên gật đầu, chúng ta đến vì thư phòng, nhưng, chúng ta không có bất cứ ác niệm gì đối với vùng thế giới này. Thiên đạo trợn mắt, người nên đi tìm Diệp Huyên. Việt Bạch cười nói, đúng vậy. Có điều chúng ta đến nơi này, phải chào hỏi thiên đạo cô nương mới phải phép. Điện chủ căn dặn, không được vô lễ với thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười, thượng giới có vẻ đang liên thủ với tộc âm linh rồi. Việt Bạch gật đầu, đúng vậy, bọn họ đang liên thủ với nhau. Thiên đạo khẽ cười, các ngươi không ngăn cản bọn họ sao? Theo ta biết, một khi tộc âm linh tràn vào Lục Duy, các ngươi chắc hẳn phải nhức đầu, đứng chứ? Việt Bạch nhìn thiên đạo các hạ, lỡ như bọn chúng đến ngũ duy thì sao? Thiên đạo chớp mắt, chúng ta có kiếm tông, bọn chúng không vào được. Kiếm tông? Việt Bạch im lặng. Đối với thế lực thần bí này, Lục Duy đương nhiên hiểu rõ. Có thể ngăn cản tộc âm linh, kiếm tông này đáng sợ đến chừng nào? Thiên đạo cười nói, các ngươi nên hiểu rõ, mục tiêu của thượng giới.
đó chính là lục duy các ngươi, chứ không phải là ngũ duy. Việt Bạch cười nói, cho nên, lần này chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Thiên Đạo gật đầu, nói thử xem. Việt Bạch nhìn Thiên Đạo nói, Thiên Đạo cô nương, chúng ta đều biết, ngươi muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, còn chúng ta, không có bất cứ ác niệm gì đối với vũ trụ ngũ duy. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi, giúp chúng ta đoạt lấy thư phòng, chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết thượng giới. Thiên Đạo lắc đầu, không được. Việt Bạch nhíu mày, tại sao? Thiên Đạo nhỏ giọng than, ngươi nên hiểu, mọi người ở thượng giới không có bất kỳ ác ý nào với ta. Việt Bạch nói, nhưng tộc âm linh có. Tộc âm linh muốn tiến vào lục duy, thì bọn chúng buộc phải đi qua ngũ duy, cho nên nếu bọn chúng đến ngũ duy, người nghĩ ngũ duy còn có thể tồn tại sao? Thiên Đạo cười, ta đã nói rồi, chúng ta có kiếm tông. Việt Bạch nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo mỉm cười, sau đó nói, ta giúp các ngươi cướp đoạt thư phòng thì ta phải đắc tội Diệp Huyên, mà đắc tội Diệp Huyên chẳng khác nào đắc tội với kiếm tông, cho nên ta hà cớ gì phải làm vậy. Về phần ngươi nói giúp ta đối phó với thượng giới, thứ cho ta nói thẳng, mục tiêu của thượng giới chính là lục duy của các ngươi, đơn giản mà nói, ta không cần các ngươi giúp đỡ. Việt Bạch im lặng. Thiên Đạo đột nhiên nói tiếp, ta có một suy nghĩ, ngươi có muốn nghe thử không? Việt Bạch liếc nhìn Thiên Đạo, suy nghĩ gì? Thiên Đạo cười, thật ra, nếu ta đoán không sai, ý định của các ngươi là muốn để Diệp Huyên và thượng giới thêm cả tộc âm linh ngươi chết ta sống, sau đó các ngươi hưởng lợi. Bởi vì cho bất kể Diệp Huyên hay thượng giới, tộc âm linh hay kiếm tông, đối với các ngươi mà nói đều là một loại uy hiếp. Để bọn họ tàn sát lẫn nhau, các ngươi hẳn là người vui vẻ nhất, nhưng, các ngươi sợ, sợ gì nhỉ? Chính là sợ thư phòng kia. Việt Bạch nhìn Thiên Đạo, cười nói, sao chúng ta lại sợ thư phòng được chứ? Thiên Đạo khẽ cười, thư phòng đối với lục duy các ngươi, chắc chắn có uy hiếp chí mạng, nếu không, thượng giới sẽ không nổi điên đến cướp đoạt thư phòng. Một khi thư phòng rơi vào tay thượng giới và tộc âm linh, đối với lục duy các ngươi mà nói, chính là hủy diệt. Đúng không? Việt Bạch lại im lặng. Thiên Đạo lại nói, sở dĩ các ngươi xuất hiện, bởi vì cho rằng Diệp Huyên không thể nào thắng nổi, đúng chứ? Việt Bạch gật đầu. Thiên Đạo cười nói, tại sao lại cho rằng sẽ như vậy? Việt Bạch khẽ nói, kiếm tông không ngăn được tộc âm linh. Thiên Đạo nhìn Việt Bạch, một lát sau, nàng ta nói, tộc âm linh cũng có chi viện. Việt Bạch gật đầu, bọn chúng bị kiếm tông trấn áp nhiều năm quá rồi. Bọn chúng sẽ học cách thay đổi, không ngạo mạn như trước kia, nhiều năm qua đi, kiếm giới cũng thay đổi, một khi kiếm tông không ngăn được, vũ trụ ngũ duy sẽ nằm trong thời khắc hủy diệt. Nói rồi, hắn ta nhìn Thiên Đạo các hạ, ta sẽ không vòng vo nữa. Chúng ta không có năng lực bảo vệ vũ trụ ngũ duy, nhưng lại có năng lực bảo vệ các hạ. Các hạ nếu như nguyện ý, có thể tùy lúc đến lục duy của chúng ta. Thiên Đạo đột nhiên nói, nói đến chuyện của thư phòng kia, các ngươi muốn vượt mặt tộc âm linh đoạt thư phòng. Việt Bạch gật đầu, thư phòng kia, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của tộc âm linh. Thiên Đạo cười nói, nhưng, các ngươi có chút kiêng kỵ, bởi vì bây giờ các ngươi vẫn chưa đối mặt chính diện với Diệp Huyên, dù sao đó không phải là địa bàn của các ngươi, nên các ngươi e ngại ra tay. Cho nên, các ngươi đến tìm ta, nếu ta đến lục duy, điều kiện kèm theo là, ta phải đem theo thư phòng, đúng chứ? Việt Bạch nhìn Thiên Đạo, đúng thế. Thiên Đạo lắc đầu, muộn rồi. Nghe thế, Việt Bạch nhíu mày, có ý gì? Thiên Đạo nhìn Việt Bạch, nghiêm túc nói, ta nói ngươi biết, Diệp Huyên đã mở thư phòng kia ra. Nghe thấy, đồng tử Việt Bạch co lại, bàn tay hắn ta nắm chặt lại. Thiên Đạo nhìn Việt Bạch, các ngươi quên tính đến chuyện này sao, đó chính là lỡ như Diệp Huyên liên thủ với tộc âm linh và thượng giới thì sao? Hai tay Việt Bạch càng nắm chặt hơn. Thiên Đạo khẽ cười, ngũ duy kiếp sắp tới, muốn giữ được mạng, cách tốt nhất là gì? Đương nhiên là đến lục duy tị nạn, mục tiêu của thượng giới là lục duy, mà mục tiêu cuối cùng của tộc âm linh cũng là lục duy, Diệp Huyên và bạn của hắn muốn sống, cũng chỉ có thể đến lục duy, tình cảnh này, sao bọn họ không thể liên thủ với nhau? Việt Bạch im lặng, vẻ mặt khó coi. Đây cũng chính là chuyện khiến bọn họ lo lắng,
Vì vậy bọn họ không nhịn được phải ra mặt, đến tìm Thiên Đạo hợp tác. Thiên Đạo cười, ta nói cho các người biết, các người bây giờ chỉ có ta đường duy nhất để đi, đó chính là giúp đỡ Diệp Huyên, để hắn có đủ năng lực đối kháng với thiên giới và tộc âm linh, bởi một khi hắn cảm thấy bản thân không thể ngăn cản, có lẽ hắn sẽ đầu hàng. Mà thiên giới và tộc âm linh chắc chắn sẽ không liều chết với hắn, bởi vì sau lưng hắn có A-La, có Kiếm Tông, còn có Tiểu Đạo và cô gái váy trắng thần bí. Cho nên, một khi Diệp Huyên đầu hàng, Lục Duy các ngươi liền xong đời. Việt Bạch nhìn Thiên Đạo, hắn sẽ sợ sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài, vì sao không? Bởi sau khi đầu hàng, mọi người cùng nhau liên thủ tiến đánh Lục Duy, không phải rất tốt sao? Hoặc là nói, chỉ cần hắn giao thư phòng ra, gì cũng không cần làm, Lục Duy và Thượng Giới sẽ liều mạng với nhau, hắn chờ ngư ông đắc lợi. Việt Bạch im lặng. Đây cũng là điều bọn họ lo lắng. Thiên Đạo đi đến trước mặt Việt Bạch, nàng ta nghiêm túc nói, hiện tại các ngươi mưu đồ ngấp nghé thư phòng của hắn, chẳng khác nào bức hắn đối địch với các ngươi, mà các ngươi hoàn toàn có thể giúp hắn, liên thủ với hắn, cùng nhau đối chiến với Thượng Giới và tộc âm linh, như vậy các ngươi mới có lợi nhất, ngươi nói có đúng không? Việt Bạch trầm mặc giây lát, nói Thiên Đạo cô nương nói rất đúng, có điều, ta không thể nào làm chủ. Thiên Đạo cười nói, ngươi có thể trở về bàn bạc với bọn họ. Việt Bạch đột nhiên cười nói, Thiên Đạo cô nương, chúng ta còn một lựa chọn. Thiên Đạo hỏi, lựa chọn gì? Việt Bạch cười nói, cô gái váy trắng kia đã đến thế giới của chúng ta. Thiên Đạo trừng mắt, sao? Việt Bạch nhìn Thiên Đạo, cười nói, nghe nói quan hệ của nàng ấy và Diệp Huyên rất tốt. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Việt Bạch cười nói, nếu như chúng ta bắt cô gái váy trắng kia, đến uy hiếp Diệp Huyên, người nói Diệp Huyên có chủ động giao thư phòng kia ra hay không? Thiên Đạo trừng mắt, ta. Vào lúc này, nàng ta không thể nào phản bác được. Việt Bạch cười, sau đó nói, ta cảm thấy cách này cũng rất được, người nói có đúng không? Nói xong, hắn ta cười một tiếng, sau đó quay người biến mất ở thiên tế. Nơi này, Thiên Đạo trầm mặc chốc sau, nói các ngươi đi bước này làm bà đây chẳng hiểu gì cả. Thư viện Vạn Duy. Bên trong một sân viện nhỏ, Diệp Huyên và nữ phu tử ngồi đối diện nhau. Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có phần phức tạp. Người đàn ông trước mặt này so với trước kia đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Diệp Huyên nhìn nữ phu tử, ta muốn để tất cả mọi người của Thư viện Vạn Duy đi đến Vu tộc. Nữ phu tử im lặng. Đương nhiên nàng ta biết ý của Diệp Huyên. Thư viện và Phù Văn Tông có quan hệ mật thiết với Diệp Huyên, nếu người trên thế giới này không thể làm gì được Diệp Huyên, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với bọn họ. Một lúc sau, nữ phu tử gật đầu, được. Diệp Huyên đứng dậy muốn rời đi, lúc này, phu tử đột nhiên lại nói, tiên sinh là người từ bên trên xuống sao. Diệp Huyên gật đầu, trước mắt thì có lẽ là vậy, nhưng ta không dám chắc chắn ông ấy có phải là từ Lục Duy không. Nữ phu tử gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên liền biến mất nơi phía xa. Nữ phu tử nhìn kiếm quang càng lúc càng mờ trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Thư viện Vạn Duy, thì hắn lại đến Phù Văn Tông, không lâu sau, Phù Văn Tông đi thẳng đến Vu tộc. Vu Thành. Diệp Huyên và A Mục đến phần mộ kia trước, nhóm người An Lan Tú vẫn còn ở bên trong mộ. Diệp Huyên nhìn A Mục, bọn họ còn bao lâu? A Mục lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. A Mục cười nói, đừng lo lắng, thiên phú mấy người bọn họ rất kinh khủng, nền móng cũng rất vững chắc, sẽ không có chuyện gì. Diệp Huyên gật đầu. Đối với mấy cô gái, hắn cũng rất an tâm. A Mục chợt nói, tiếp theo tính toán thế nào? Diệp Huyên nhìn A Mục, cười nói, cô có ý kiến gì không? A Mục gật đầu. Diệp Huyên nói thử xem. A Mục nhẹ giọng đáp, bên chúng ta, hiện giờ người có sức chiến đấu mạnh nhất là A-La và Tiểu Đạo, ngoài hai người họ ra thì những người khác với so với thượng giới thực lực cách biệt vẫn rất lớn, thế cũng có nghĩa là, nếu đối phương ngăn chặn A-La và Tiểu Đạo, sau đó cử ra 10 cao thủ phá hư cảnh, lúc đó chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn.
10 vị phá hư cảnh. Diệp Huyên trầm mặc. Mặc dù bọn họ bên này có rất nhiều cao thủ chủ tế cảnh, nhưng phá hư cảnh thì chỉ có Tiểu Đạo và A-La. Có thể nói, chỉ cần Tiểu Đạo và A-La bị khống chế thì cục diện của bọn họ sẽ trở nên rất bất lợi. A Mục lại nói, mà bên trên lại không dùng hết sức đánh xuống, có hia nguyên do, thứ nhất là bọn họ tại thời không có cách nào xuống hết toàn bộ, nguyên do thứ hai chính là bọn họ e ngại cô gái váy trắng phía sau ngươi, e sợ kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, nói tiếp đi. A Mục trầm giọng, chuyện chúng ta lo lắng nhất bây giờ là cô gái váy trắng đã hoàn toàn rời khỏi thượng giới, bọn họ sẽ nghĩ cách ngăn chặn A-La và Tiểu Đạo, sau đó khống chế kiếm tông. Dưới tình huống này, thế cục sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, còn có một người, Thiên Đạo. Trước mắt xem ra, mục đích của nàng ta là muốn ngươi và thượng giới đánh đến ta sống ngươi chết, sau đó nàng ta sẽ xuất hiện lấy lợi. Diệp Huyên lắc đầu, có thể không đơn giản đến vậy. A Mục nói, thế nào? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không nhìn thấu được nàng ta, cũng không đoán được rốt cuộc nàng ta muốn làm gì, nhưng trực giác mách bảo ta, trong thời gian ngắn, nàng ta sẽ không trở thành kẻ địch của chúng ta. A Mục im lặng một lúc sau đó nói, được, trước tiên là loại bỏ nàng ta trước. Vậy hiện tại kẻ thù thật sự của chúng ta chính là thượng giới và tộc âm linh kia. Nhưng chúng ta không hề biết gì về bọn họ, nói đơn giản ra là chúng ta quá bị động. Diệp Huyên chợt nói, lão cổ. Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm quang đột nhiên đáp xuống bên cạnh hắn, chính là lão cổ. Lão cổ liếc nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lão có chút kinh ngạc, ngay sau đó, lão chợt tươi cười. Lão có thể cảm nhận được thiếu tông chủ của mình lại mạnh lên rồi. Diệp Huyên nhìn lão cổ. Có thể nói về tộc âm linh không? Nghe vậy, vẻ mặt lão cổ dần trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, sắc mặt A Mục cũng u ám hơn. Một lúc sau, lão cổ nhẹ giọng nói, tộc âm linh, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, kiếm tông có thể đấu được với bọn họ không? Ánh mắt lão cổ chợt lóe lên chút cao ngạo, nếu giao đấu chính diện thì người kiếm tông ta không sợ bọn họ, nhưng bọn họ lui về bảo vệ âm linh giới. Thì chúng ta không thể làm gì được. Âm linh giới kia rất phức tạp, bởi vì bên trong không hề có linh khí gì, sau khi kiếm tu kiếm tông ta bước vào căn bản không thể ở đó quá lâu, không có linh khí không hề ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng đến chúng ta, hơn nữa, bên trong đầy dẫy âm khí và tử khí vô hạn. Sau khi đi vào, chúng ta còn phải dùng kiếm khí và kiếm ý tự thân mình để chống lại tử khí và âm khí kia, dưới tình hình đó. Chúng ta không chỉ tiêu hao cực lớn, mà sức chiến đấu cũng bị mất đi nhiều. Cho nên, vài năm nay, chúng ta cũng chỉ có thể trấn thủ mà không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Đột nhiên A Mục nói, năm đó tông chủ kiếm tông có lẽ có thực lực tiêu diệt bọn họ, đúng không? Lão cổ ngạo nghễ nói, đương nhiên, với thực lực của tông chủ, đừng nói là tiêu diệt một tộc âm linh, mà có 100 cái tộc âm linh cũng không đáng ngại. Thực ra, lúc ban đầu khi ông ấy phát hiện ra tộc âm linh thì đã chuẩn tiêu diệt hoàn toàn, bởi vì tộc này quá đáng sợ. Mà ban đầu sở dĩ ông ấy không tiêu diệt triệt để tộc âm linh, do hai nguyên do. Nguyên do thứ nhất, lúc đó có vô số cao thủ của tộc âm linh đã hy sinh tự nổ để ngăn cản ông ấy, khiến tộc âm linh lùi về âm linh giới. Nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt lão trở nên nghiêm trọng hơn, sau đó lại nói, tộc này cực kỳ đoàn kết đến đáng sợ. Ban đầu khi bọn họ phát hiện không địch nổi tông chủ, thì tộc trưởng tộc âm linh thế hệ đó đã rút lui để bảo vệ tộc âm linh, dẫn theo hơn 100 vị cao thủ quy nguyên phá giới đỉnh cao với hơn 300 vị cao thủ phá hư cảnh đỉnh cao với hàng vạn tử sĩ tộc âm linh điên cuồng tự nổ, nhiều cao thủ tự nổ như vậy, dù tông chủ không sợ nhưng cũng không thể không ngăn lại, bởi vì nếu không ngăn lại, những năng lượng này cũng đủ để phá hủy cả ngũ duy. A Mục chợt thấp giọng nói, tông chủ nhà ông là độn nhất cảnh sao? Lão cổ nhìn A Mục, lắc đầu, không biết, thực lực khi đó của tông chủ là một bí mật. A Mục im lặng. Thật ra, lúc này trong lòng nàng ta vẫn rất chấn động. Hai lần chấn động thứ nhất là tộc âm linh, tộc này quả nhiên có nhiều cao thủ quy nguyên phá giới như vậy, trên cả trăm người. Đây có nghĩa là sao? Nếu như bây giờ có 5 người đến,
e là cũng có thể quét sạch rất nhiều thế lực ngũ duy rồi. Ngoài ra, còn có hơn 300 người phá hư cảnh đỉnh cao. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì vậy chứ? Đương nhiên, chuyện càng chấn động hơn, là tông chủ kiếm tông kia còn một mình càn quét bọn họ. Lúc này, lão cổ lại nói, thực ra, ban đầu tông chủ còn có năng lực tiêu diệt tộc âm linh, thế nhưng, không biết vì nguyên do gì mà tông chủ đi rất vội, gấp gáp vô cùng, chỉ để lại một câu đã rời đi rồi. Diệp Huyên hỏi, câu gì? Lão cổ trầm giọng nói, trước khi tông chủ rời đi, ông ấy dùng danh nghĩa kêu gọi toàn bộ đệ tử kiếm tông của ngũ duy đến kiếm giới trấn thủ. Đi rất vội. Diệp Huyên và A Mục đưa mắt nhìn nhau. Là chuyện gì khiến tông chủ kiếm tông đi vội vàng như vậy? Lúc này, lão cổ lại nói, thiếu tông chủ, cô gái váy trắng kia. Diệp Huyên nhìn lão cổ, nàng ấy thế nào? Lão cổ cười khổ, người phụ nữ kia rất đáng sợ. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói vậy? Ta cảm thấy nàng ta rất tốt mà. Lão cổ lắc đầu cười khổ, nàng ta có chỗ nào tốt chứ, thiếu tông chủ là người không biết, nàng ta. Nói rồi, lão lại nhìn lên trời, như đang e sợ gì đó, sau đó lắc đó, thôi vậy. Không nói nàng ta nữa. Diệp Huyên. Lúc này, đột nhiên A Mục nói, lão cổ, nhiều năm rồi, tộc âm linh cũng không muốn xuất hiện sao? Ý của ta là, bọn họ có tiến hành tấn công kiếm giới chưa? Lão cổ ngẫm nghĩ, sau đó nói, bọn họ không hề tấn công kiếm giới, thế nhưng, thỉnh thoảng cũng sẽ gây rối một chút. Nghe vậy, sắc mặt A Mục trùng xuống. Lão cổ nhìn A Mục, sao vậy? A Mục thấp giọng nói, có hai tình huống. Tình huống thứ nhất, ban đầu bọn họ bị tông chủ kiếm tông làm họ bị thương nặng, nguyên khí tổn thương, không có năng lực xuất hiện. Còn có một tình huống là bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng phát triển. Nghe đến đây, sắc mặt lão cổ cũng trùng xuống. A Mục nhẹ giọng nói, thực lực kiếm tông rất mạnh, nhưng kiếm tông lại ít người. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, tình hình không quá tốt, nhất là hiện tại, thượng giới rất có khả năng liên thủ với tộc âm linh. Ngay lúc này, trước mặt lão cổ đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Kiếm quang vừa biến mất thì một âm thanh biến mất giữa hàng mày lão. Một lúc sau, sắc mặt lão cổ chợt u ám. Diệp Huyên hỏi, thế nào? Lão cổ nhìn Diệp Huyên, thiếu tông chủ, ta phải quay về kiếm tông. Diệp Huyên nhíu mày, kiếm tông xảy ra chuyện sao? Lão cổ gật đầu, sắc mặt có phần khó coi, kiếm trận mà kiếm tông chúng ta bày bố ở trước âm linh giới bị người ta phá rồi. Thiếu tông chủ có thể không biết. Trận này chính là do lục sư tỷ năm đó tự tay bày bố, mục đích chính là phong ấn âm linh giới, nếu không âm linh của âm linh giới sẽ chạy ra, bây giờ kiếm trận bị phá, tức là có khả năng âm linh của tộc âm linh sẽ chạy ra, hiện tại kiếm tông ít nhân thủ, ta nhất định phải quay về. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm trận đó bị phá thế nào? Lão cổ lắc đầu, không biết, bên tộc âm linh có khả năng xuất hiện cao nhân rồi. Diệp Huyên chợt nói, ta cùng ngươi đến kiếm giới. Lão cổ do dự một lát, sau đó nói, thiếu tông chủ, vậy ở đây. Diệp Huyên trầm giọng nói, ở đây có A-La với cả tiểu đạo, tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Lão cổ gật đầu, được, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn A Mục, ở đây giao cho cô, nếu có chuyện gì lập tức liên lạc với ta. A Mục gật đầu, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn và lão cổ lập tức hóa thành kiếm quang biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên không lập tức rời đi, mà là đến chỗ phần mộ kia. Trước phần mộ đó, Diệp Liên vẫn chưa đi ra. Diệp Huyên nhìn phần mộ đó một lúc lâu, rồi quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi không lâu, phần mộ đó đột nhiên rung chuyển. Một nơi xa thẳm trong tinh không. Đột nhiên thiên đạo dừng lại, nàng ta quay người, trước mặt nàng ta hơn 10 trượng có một người đứng đó. Thiên đạo cười nói, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Người đó cười nói, người có thể không cần chết, nhưng, với vùng tinh không này làm kết giới, người phải ở lại nơi này, không thể ra ngoài, nếu như vậy ta sẽ không giết người nữa, người nói xem có được không? Thiên đạo giơ hai tay, được, người nói cái gì cũng được, ta đầu hàng.
Người kia nhìn Thiên Đạo, vẻ mặt tươi cười, không nói gì. Thiên Đạo cười nói, ta mà chết thì sẽ có vài người kinh sợ rồi. Tên nhóc kia lo lắng, một khi phát hiện ta chết, chắc chắn hắn biết có chuyện không hay, đến lúc đó, nhớ đâu hắn gọi người nào tới, ví dụ như, vị tông chủ kiếm tông kia, ha ha. Người kia quay người rời đi, cùng lúc đó, một âm thanh từ xa truyền đến, các hạ Thiên Đạo, từ bây giờ, đừng để ta biết được ngươi lại nhúng tay vào chuyện của Ngũ Duy, càng đừng tính toán gì cả, nếu không, đầu ngươi sẽ muốn rơi khỏi cổ ngươi đấy. Vừa dứt lời, người kia đã biến mất hoàn toàn. Trong sân, Thiên Đạo lắc đầu khẽ cười, cười rất bình tĩnh, cười rất thoải mái. Trong tinh không, Diệp Huyên và lão cổ ngự kiếm đi về phía trước. Đi về kiếm giới. Đột nhiên lão cổ nói, thiếu tông chủ, người có thể liên lạc được với tông chủ không? Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên lắc đầu, không liên lạc được. Lão cổ im lặng. Diệp Huyên nhìn lão cổ, sao vậy? Lão cổ nhẹ giọng nói, chuyện lần này e không đơn giản như vậy. Diệp Huyên đang định nói thì ngay lúc này, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn xuống, ngay sau đó, hắn và lão cổ, hai người lập tức biến mất trong tinh không. Không lâu sau, Diệp Huyên và lão cổ đã xuất hiện trước một tòa thành cổ, mà lúc này, bên trong thành cổ liên tục vang lên tiếng kêu thảm thương không ngừng, trên không thành cổ, vô số khí đen lơ lửng bên trên. Lão cổ trầm giọng nói, âm linh. Nói xong, lão bước một bước về phía trước, sau lưng lão, một thanh kiếm chợt bay ra. Bù! Một luồng kiếm quang phá không phóng đến, trực tiếp vào trong tòa thành cổ. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ bên trong thành cổ bay lên, kiếm quang lập tức bị phá vỡ. Tiếp đó, một tàn ảnh chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và lão cổ. Diệp Huyên nhíu mày, âm linh trước mặt này y hệt như loài người, nhưng trên người đối phương có luồng âm khí và tử khí dày đặc, chỉ riêng điểm này là khác với loài người. Như biết được nghi hoặc trong lòng Diệp Huyên, lão cổ chợt nói, bọn chúng cắn nuốt ai thì có thể biến thành hình dạng người đó. Lúc này, âm linh kia nhìn Diệp Huyên sâu xa, sau đó quay người chạy đi. Rõ ràng, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi âm linh kia chạy đi, lão cổ đang định ra tay thì lúc đó, một luồng sáng trắng bỗng nhiên lóe lên trong sân, sau đó, âm linh kia lập tức bị luồng sáng trắng này đánh vỡ. Diệp Huyên và lão cổ quay đầu nhìn, cách đó không xa, một cô gái chậm chậm bước đến. Cô gái mặc cẩm bào màu trắng, tóc dài xõa vai, giữa hai hàng mày có một chấm đỏ, kiêu ngạo như hoa mai trong tuyết. Hai mắt ả ta tựa như làn nước, như thể nhìn thấu được mọi thứ. Cô gái chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên và lão cổ, ả ta khẽ cười, hai vị là kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, cô nương là. Cô gái cười nói, Quan Âm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thực lực quan cô nương không hề tầm thường. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử quá khen rồi. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, cô biết ta. Quan Âm cười nói, vũ trụ ngũ duy này, ai không biết công tử. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, thành cổ phía xa kia đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, vô số người chạy vọt ra ngoài. Khi nhìn thấy những người này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trùng xuống. Những người trước mắt này đã không còn là loài người. Những người này toàn thân đen nhánh, ánh mắt hung tợn, cả người tỏa ra tử khí và âm khí dày đặc, rõ ràng bọn họ đã biến thành một thành viên của tộc âm linh. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên và lão cổ trở nên khó coi. Tộc âm linh này quá đáng sợ. Bởi vì một khi bọn họ tiếp xúc thì có khả năng sẽ biến thành người của bọn họ, loại năng lực này, nghịch thiên quá rồi. Trong thành, vô số người chạy ra, ồ ạt đông đúc. Lúc này, Quan Âm kia chợt nói, nếu để bọn họ đi đến nơi khác thì người của nơi đó cũng sẽ biến thành âm linh. Nói rồi, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên và lão cổ. Lão cổ nhìn Diệp Huyên liếc nhìn những người kia có cứu không? Lão cổ lắc đầu. Diệp Huyên gật đầu, giết. Lão cổ lập tức biến thành một luồng kiếm quang phóng ra. Nhìn đám âm linh ồ ạt phía xa, Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của tộc âm linh.
Ngay lúc đó, Quan Âm bên cạnh chợt nói, Diệp công tử, người có biết về tộc âm linh này không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nhiều. Quan Âm im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Cô nương biết sao? Quan Âm khẽ vuốt mái tóc bên tai bị gió thổi loạn, nhẹ giọng nói, lúc trước ta đã từng giết một âm linh, bọn họ có một đặc tính chính là có thể cắn nuốt, cũng có thể đồng hóa. Nếu lựa chọn cắn nuốt, thực lực bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, mà nếu chọn đồng hóa thì phàm là người bị bọn họ tấn công, dù là người hay linh, đều sẽ biến thành người của bọn họ. Nói rồi, ả ta nhìn sang Diệp Huyên, bọn họ sẽ cắn nuốt người mạnh, sau đó đồng hóa những người yếu kia. Đột nhiên Diệp Huyên nói, Quan Âm cô nương, chúng ta gặp mặt không phải ngẫu nhiên, có đúng không? Quá Âm khẽ cười, Diệp công tử rất cẩn trọng nhỉ. Diệp Huyên cười nói, chỉ là hỏi thôi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên cười nói, chính là ngẫu nhiên. Diệp Huyên gật đầu, lúc này, lão cổ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ nói, chúng ta đi thôi. Lão cổ gật đầu, lão nhìn sang Quan Âm, đang định rời đi cùng Diệp Huyên thì lúc đó, bầu trời phía xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ. Thấy vậy, sắc mặt lão cổ lập tức thay đổi, là âm linh, hơn nữa còn là âm linh cực mạnh. Tại sao lúc này lại xuất hiện nhiều âm linh mạnh đến vậy? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hướng về phía chúng ta sao? Lúc này, đột nhiên Quan Âm kia lại nói, hẳn là không phải, có lẽ là do lúc trước ta đã giết âm linh kia. Ả ta vừa dứt lời, mười mấy âm linh mạnh mẽ đã xuất hiện trước mặt ba người họ. Một âm linh dẫn đầu nhìn Quan Âm chằm chằm, là ngươi giết. Quan Âm cười nói, đúng. Sắc mặt âm linh kia lập tức trở nên dữ dằn, sắc sược. Nói xong, hắn ta lập tức xông về phía Quan Âm. Vẻ mặt Quan Âm bình tĩnh, tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Ngay lúc đó, trên người âm linh kia bỗng xuất hiện một luồng sáng đen kinh người, luồng sáng trắng kia lập tức bị luồng sáng đen này cắn nuốt. Sắc mặt Quan Âm chợt thay đổi, lùi về sau, lúc đó, đột nhiên một luồng kiếm quang chém vào luồng sáng đen kia. Luồng sáng đen kia lập tức biến mất. Lúc này, đám âm linh kia nhìn sang Diệp Huyên và lão cổ, âm linh dẫn đầu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Âm linh kia đột nhiên gào giống, ngay sau đó, hắn ta và những âm linh bên cạnh lập tức lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thiên chu chém ra. Bù! Âm linh dẫn đầu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm thiên chu chém một kiếm tách đôi thi thể, thấy vậy, những âm linh còn lại ngơ ngác sau đó quay người chạy đi. Lão cổ đang định ra tay thì Diệp Huyên chợt nói, không đúng. Lão cổ nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, quá trùng hợp. Nói rồi, hắn lập tức nhìn sang Quan Âm kia, Quan Âm cười nói, sao vậy? Diệp Huyên không hề chần chừ, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, không hề nương tay. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, lão cổ sửng sốt, chuyện gì vậy? Bù! Một âm thanh phá không vang lên. Một kiếm này của Diệp Huyên bị hụt rồi. Quan Âm kia lúc này đã đứng ở phía ngoài hơn 10 trượng. Gương mặt ả ta vẫn cười nhạt, rất ung dung. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, để ta đoan xem, ngươi là tộc âm linh. Quan Âm khẽ cười, quả nhiên Diệp công tử thông tuệ, không sao, ta là người tộc âm linh. Diệp Huyên cười nói, ngươi đến giết ta. Quán Lâm nhìn Diệp Huyên, không, chỉ là muốn nhìn ngươi thử. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhìn ta. Quan Âm gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, còn có một chuyện nữa. Chính là, muốn xác nhận một chuyện. Diệp Huyên cười nói, chuyện gì? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, muốn xác nhận huyết mạch của ngươi. Diệp Huyên nhìn Quan Âm chằm chằm, huyết mạch của ta liên quan đến các ngươi. Quan Âm khẽ cười, đương nhiên không liên quan, có món nợ của vài người, ngươi phải trả. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía Quan Âm, có thể nói rõ hơn không? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, thù máu của mấy nghìn vạn tiền bối tộc âm linh ta, ngươi phải dùng máu để trả. Diệp Huyên dừng bước, hắn nhíu mày, có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Quan Âm không nói gì thêm,
những âm linh bên cạnh ả ta dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Bù! Một luồng kiếm quang phá không phóng tới, nhưng lại chém vào không trung. Quan Âm và đám âm linh kia đều biến mất không dấu vết. Diệp Huyên im lặng. Thù máu. Bản thân mình có thù máu với tộc âm linh. Không đúng. Đối phương nói món nợ của vài người phải do Diệp Huyên hắn trả. Là có ý gì? Diệp Huyên mù mờ cả đầu. Ai nợ máy mà phải do mình trả? Lúc này, đột nhiên lão cổ lên tiếng, ta biết ý nàng ta là gì. Diệp Huyên nhìn lão cổ nhẹ giọng nói, suýt nữa ta đã quên chuyện này. Diệp Huyên không hiểu, mong lão cổ giải thích cho. Lão cổ nhìn Diệp Huyên, thù máu của mấy nghìn vạn tiền bối tộc âm linh mà nàng ta nói, là ý chỉ chuyện mà tông chủ đã làm năm đó. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, vậy nàng ta nên tìm tông chủ kiếm tông chứ? Lão cổ lắc đầu, tông chủ không ở giới này. Diệp Huyên vẫn có phần không hiểu, vậy là đến tìm ta. Chẳng có đạo lý gì cả. Lão cổ do dự một lát, sau đó nói, chẳng phải người từng có được truyền thừa của tông chủ sao? Hẳn là do nguyên nhân này. Diệp Huyên. Lão cổ trầm giọng nói, cho dù thế nào, thiếu tôn chủ, người phải cẩn thận, tông chủ không ở giới này, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng báo thù người. Nói rồi, lão nhìn sang Diệp Huyên, có điều người không biết, năm đó những tiền bối tộc âm linh đã từng thề máu, thế hệ sau của tộc âm linh nếu không báo thù cho họ, thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không luân hồi. Nghe vậy, mắt Diệp Huyên khẽ giật, tàn nhẫn như vậy sao? Lão cổ gật đầu, năm đó tông chủ ngăn chặn bọn họ, giết chết rất nhiều người của bọn họ, trận chiến đó, nếu không phải tông chủ có chuyện làm lỡ, e là ông ấy cũng có thể diệt sạch tộc âm linh. Bây giờ ông ấy không ở đây, tộc âm linh muốn báo thù, nhất định sẽ đến tìm người, người phải quay về kiếm tông cùng ta, chỉ có ở đó người mới được an toàn. Sắc mặt Diệp Huyên u ám. Hình như bản thân mình có chút xui xẻo thật. Chuyện do tông chủ kiếm tông làm, bản thân đến chịu tội sao? Đây chẳng phải là gạt người sao? Lão cổ chợt nói, thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, rất nhanh sau đó, hai người biến thành hai luồn kiếm quang phóng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Chấm chấm chấm. Ở ngục tối vô biên. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Ngày hôm nay, đột nhiên có một người đi vào tiệm cầm đồ. Tiểu đạo ngồi sau quầy hàng chợt ngẩng đầu, nàng mở hai tay, hai lưỡi liềm đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng ta. Ngay lúc đó, người kia cười nói, đại tiểu thư gia tộc ma đạo xưng bá 3.000 đại thế giới, cô khỏe chứ? Tiểu đạo nhìn người kia chằm chằm, các người rất có bản lĩnh đó. Ngay cả lai lịch của ta cũng tra ra được. Người kia ngồi xuống trước mặt tiểu đạo, thản nhiên cười, đại tiểu thư, nếu ở thời kỳ đỉnh cao thì ta còn e sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng ra tay. Vẻ mặt tiểu đạo dần lạnh lùng, đe dọa ta. Người kia nhìn tiểu đạo, cười nói, ngươi có thể cho là như vậy. Còn có một điểm, ta hy vọng ngươi hiểu, không giết ngươi là vì nể mặt gia tộc ma đạo. Chứ không phải nể mặt ngươi. Ngươi chưa hồi phục thì chẳng có tư cách để ta nể mặt. Tiểu đạo im lặng. Người kia lại nói, từ giờ, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi rời khỏi căn phòng này, càng không muốn thấy ngươi liên hệ với Diệp Huyên kia, nếu không, tiểu đạo cô nương ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi nên hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta. Tiểu đạo nhìn người kia, mục đích của các người là hắn. Người kia gật đầu. Cười nói, đương nhiên là hắn, nợ cha con trả. Tiểu đạo khẽ cười, bây giờ ngươi đi tìm hắn, chắc chắn hắn không phải đối thủ của ngươi. Người kia cười không nói. Vẻ mặt tươi cười của tiểu đạo biến mất, ngươi đang đợi. Người kia khẽ cười, nhẹ giọng nói, người phụ nữ kia sắp rời khỏi lục duy rồi. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo trầm lặng không nói. Cô gái kia sắp đi rồi. Cô gái kia, hiển nhiên là chỉ cô gái váy trắng. Đối phương đang đợi cô gái váy trắng rời đi. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn, nhíu mày lại. Nàng ta bỗng nhiên phát hiện,
nàng ta đã quá xem thường tộc Âm Linh. Tông chủ Kiếm Tông không ở đây, Kiếm Tông hiện nay có chống đỡ nổi tộc Âm Linh không? Có thể không? Nàng ta vốn dĩ rất tin tưởng Kiếm Tông. Bởi vì đám kiếm tu này quá khủng bố. Đừng nói tại Ngũ Duy, cho dù tới chỗ của nàng ta, cũng là thế lực hàng đầu. Nhưng sau khi gặp cô gái vừa rồi, nàng ta đã có chút dao động. Vốn dĩ, nàng ta cho rằng A-La là người yêu nghiệt nhất ở thời đại này. Nhưng mà bây giờ xem ra không phải vậy. Đồng thời, nàng ta cũng phát hiện, thiên phú của nàng ta hình như cũng không tính là gì. Tiểu đạo cười khổ, quả thật ứng với câu nói của người xưa, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi cảm thấy bản thân mình rất yêu nghiệt, không ngờ rằng, còn có người còn yêu nghiệt hơn ngươi. Mà giờ phút này trong lòng nàng ta có chút xót xa. Bởi vì nàng ta biết, sở dĩ nàng ta còn sống, không phải bởi vì gia tộc của nàng ta, mà là bởi vì cô gái váy trắng kia. Nếu không phải cô gái váy trắng, nàng ta có lẽ đã chết rồi. Chấm chấm chấm. Đại Hoang Quốc. Một ngày này, A-La vốn đang ngồi xếp bằng ở trong phòng đột nhiên mở hai mắt, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, nàng ta đã ở trên không trung của Đại Hoang Quốc. Ở đối diện nàng ta có một cô gái đang đứng đó. Cô gái thoạt nhìn chỉ tầm 20 tuổi, mặc một chiếc áo bào bằng vải đay đơn giản, buộc một sợi dây quanh eo, điều này làm cho cơ thể vốn mảnh mai của nàng ta càng thêm uyển chuyển. Toàn bộ mái tóc của nàng ta đều được buộc gọn lên, thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Từ vẻ bề ngoài, nàng ta vô cùng bình thường. Khi nhìn thấy cô gái này, A-La trong nháy mắt nhíu mày lại. Cô gái nhìn A-La, cười nói, ngài A-La, việc ta sắp nói, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên, bây giờ ngươi có thể xuất kiếm. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. A-La không chút do dự, kiếm trong tay phải đột nhiên bay lên, phía chân trời, một tia kiếm quang giống như sao băng chém thẳng về phía cô gái kia. Không gian những nơi kiếm quang đều bị nổ tung, trực tiếp mai một. Mà khi thanh kiếm kia chém xuống, đồng tử của A-La chợt co rụt lại. Kiếm vĩnh sinh bị hai ngón tay kẹp lại. Cô gái cứ như vậy chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp lấy kiếm của A-La. Hai cái ngón tay của cô gái đột nhiên buông ra, kiếm vĩnh sinh bay về trước mặt A-La. Cô gái nhìn A-La, cười nói, đây không phải một kiếm mạnh nhất của ngươi. Bởi vì ngươi là người mà ta khá là tán thưởng, cho nên, ta cho ngươi thêm một cơ hội. A-La cầm kiếm vĩnh sinh cứa mạnh lên chỗ cổ của mình. Xoẹt! Trong phút chốc, cơ thể của A-La trở nên hư ảo, không đúng, là thiếu chút nữa cơ thể vỡ tan thành từng mảnh. Rõ ràng, nàng ta muốn một kiếm chém chết cô gái trước mặt. Mà đối diện, cô gái kia đột nhiên từ từ nhắm mắt lại, cùng lúc đó, không gian xung quanh nàng ta chợt rung lên, giống như có lực lượng nào đó đang đến gần. Đúng lúc này, ngón cái và ngón trỏ của cô gái kia bóp nhẹ phía trước mặt, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng ta. Xa xa, A-La bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chém. Sợi kiếm quang kia đột nhiên rung lên dữ dội, muốn thoát khỏi tay của cô gái kia, mà hai ngón tay của cô gái bỗng vê nhẹ. Ầm. Kiếm quang vỡ tan trong nháy mắt, A-La bị lùi về sau nghìn trượng. Cùng lúc đó, cơ thể của nàng ta trở nên trong suốt. Xa xa, cô gái kia nhìn thoáng qua A-La, cười nói, từ giờ trở đi, A-La cô nương không được ra khỏi thành này, nếu không, trên đời sẽ không còn A-La, không còn Đại Hoang Quốc. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Phía chân trời, A-La đột nhiên quay đầu nhìn lại, giờ phút này, trong mắt nàng ta tràn ngập sự lo lắng. Cô gái vừa rời đi kia, cảnh giới đã đạt tới quy nguyên phá giới. Một quy nguyên phá giới không đến 20 tuổi. Đây là thần tiên yêu nghiệt nào? Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Đại Hoang Quốc, cô gái áo vải đay đi vào trong trời sao, lúc này, một cô gái đến bên cạnh nàng ta. Người này chính là Quan Âm từng tiếp xúc với Diệp Huyên trước đó. Quan Âm hơi hành lễ với cô gái, đã xác nhận. Huyết mạch của hắn giống hệt với huyết mạch của kiếm tu kia.
Cô gái áo vải đây cười nói, người này như thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, người này không đơn giản. Cô gái áo vải đây nhẹ giọng nói, đương nhiên không đơn giản. Quan Âm hơi do dự, sau đó nói, nếu tiểu thư ra tay, thì giết hắn có lẽ chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.